Nam mô A Di Đà Phật. 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 Kính thưa tất cả các chư vị đồng tu có mặt trên trang Zoom, trong lúc chúng ta chờ đợi lão cư sĩ Diệu Âm cùng với đạo tràng Brisbane, thì Minh Đạt cũng xin hỏi này, các chư vị là đêm hôm qua là chúng ta ở Việt Nam thì ngủ có ngon hay không? Hôm nay mà đạo tràng nhìn thấy các cụ mà có mặt sớm như thế này, thấy làm cho chúng con rất là cảm động, rất là cảm động. Thấy các chư vị mà tinh tấn quá, các cụ mà đã có mặt như thế này, làm cho chúng con cùng với ban tổ chức cũng được khích lệ rất là nhiều. Đó là thấy là cái chương trình Zoom này rất là lợi ích. Xin chào cư sĩ Nguyễn Liên cùng tất cả các chư vị bên Canada, Di Đà Phật, Di Đà Phật. Bên anh Nguyễn Liên mà có cái camera nào mà tuyệt vời như thế nhỉ, nhìn đạo tràng lên đẹp vô cùng. Trong cái lúc mà chúng ta chờ đợi thì Minh Đạt cũng xin có đôi lời với các chư vị là chúng ta thấy là trong cái thời gian mà rất là ngắn ngủi, nhờ cái sáng kiến của các chư vị đồng tu ở Mỹ Quốc, nhóm đệ tử quy tu tịnh nghiệp, mà chúng ta được cái cơ duyên là được gặp lão cư sĩ Diệu Âm và lại được nghe hội thảo trực tuyến, nghe trực tiếp lời hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm, thì đây cũng là một cái cơ hội rất là thù thắng. Và cái công đức này là chúng ta cũng không thể không kể đến, là của nhóm đệ tử quy tu tịnh nghiệp Mỹ Quốc. Xin các chư vị cho một tràng có tay thật là lớn để cảm niệm cái công đức của nhóm đệ tử quy. Trong cái thời gian qua thì chúng con cũng được biết là rất là nhiều đạo tràng đi hộ niệm rất là thành công. Tuy nhiên là cũng là còn hạn chế, là chưa, tức là cũng chỉ được biết một số đạo tràng thôi, chứ còn thực tế ở Việt Nam thì rất là nhiều, rất là nhiều. Thì đây là chứng tỏ là cái bằng chứng cho chúng ta thấy là cái pháp môn hộ niệm vô cùng là vi diệu, vô cùng là vi diệu. Một cái pháp môn này để cho chúng ta thấy là cái hiện tượng này mà bao nhiêu năm qua mà chúng ta chưa bao giờ thấy, nhất là đối với những cái người đệ tử tại gia như là chúng ta, mà trong một cái thời gian ngắn nhờ cái pháp môn hộ niệm mà rất nhiều người đã được vãng sanh. Nếu mà đem kinh Phật ra ấn chứng thì chúng ta thấy là vô cùng là vi diệu, vô cùng là vi diệu. Khẳng định rằng là pháp môn
Hồ niệm không thể nghĩ bàn và vô cùng là quan trọng. Khẳng định nếu mà không có pháp môn hồ niệm, chắc chắn là chúng ta những người Phật tử tại gia nghiệp chướng sâu nặng, căn cơ thì hạn hẹp lông cạn, chắc chắn là cũng không một cách nào mà để chúng ta có thể vượt qua được sanh tử luân hồi. Không biết là các chư vị có đồng ý với Minh Đạt là như vậy hay không? Dạ. Dạ, thì bây giờ thì là chúng ta đã nhìn thấy lão cư sĩ Diệu Âm cùng đạo tràng đã lên Zoom rồi, thì chúng ta quay trở lại để được nghe lão cư sĩ Diệu Âm tiếp tục mà hướng dẫn chúng ta. Chúng con xin kính bạch chư tôn thiền đức tăng ly chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa tất cả các chư vị đồng tu trên toàn thế giới đang có mặt ở trang Zoom ngày hôm nay. Sự có mặt của các chư vị ở trong trang Zoom ở trong cái thời điểm thời giờ rất là sớm ở Việt Nam chứng minh cho chúng con thấy là các chư vị rất là tinh tấn, cũng là chứng minh cho cái pháp môn niệm Phật hồ niệm vô cùng là thù thắng, và càng là khích lệ cho chúng con biết rằng những cái lời hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là chính xác, vô cùng là tỉ mỉ. Cho nên là thấy rất là nhiều người, rất là nhiều đạo tràng mà có mặt, không bỏ đi, không bỏ lỡ qua cái cơ hội này. Chúng con vô cùng là hoan hỉ. Và bây giờ là bắt đầu đến cái thời điểm này, thì chúng con cũng xin thành tâm cung kính tất cả các chư vị đồng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi lại tiếp tục hướng dẫn chúng con về con đường tu tập niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, cũng như là pháp môn hồ niệm giúp người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để trong một đời này chúng con tránh đi được nhiều sơ suất, để một đời này chúng con ngày càng vững niềm tin, ngày càng tinh tấn hơn, để một đời này chính chúng con cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ bi thì âm này cũng chưa có phải là từ bi, mà hướng dẫn thì hình như hướng dẫn cũng chưa phải là đúng mức, mà sơ suất thì hình như chính âm này cũng vẫn còn sơ suất chứ không vậy hết. Vì thực ra là cái duyên mà để nói với nhau thì tính giờ này vẫn còn sơ xuất.
Cho nên trong những lúc mà nói thế này, Dâm đang học hỏi chư vị, chúng ta phải học hỏi dữ lắm, nếu không thì tiếp tục sơ suất. Mình ở một mình sơ suất không ai hay, nhưng mà khi có nhiều người thì nhiều người phát hiện ra cái sơ suất của mình. Cũng giống như là khi dự âm mà xuất hiện trước mọi người thì mọi người sẽ thấy cái sơ suất của dự âm. Khi mà chư vị thấy sơ suất của dự âm nên nêu ra để mà dự âm thành tâm cảm niệm công đức của chư vị là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để dự âm sửa sai là mới là điều đúng. Đó mới gọi là tu. Các bác có đồng ý không? Mình phải tu là sửa mà. Phải sửa cho tới cùng. Sửa cho đến cái ngày mà mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là tu, là tu hành. Chúng ta đang tu hành thì chúng ta phải sửa. Cái giờ, cái thời điểm này nó hợp với bên Mỹ, bên Canada đấy, anh Dũng Liên đấy. Mà nó không hợp mà lắm với bên Âu Châu. Tại vì bên Âu Châu bây giờ hình như là khuya rồi. Ấy thế mà nãy nhìn qua cái màn hình thấy bên Âu Châu xuất hiện nhiều quá. Đúng là các vị đang dạy cho dư âm một bài học phải tinh tấn hơn nữa. Đó là dư âm vẫn đang tu đấy, chưa bị thấy không? Mới tu đấy. Đấy, tất cả chư vị bên Âu Châu bây giờ là khuya rồi mà vẫn ngồi nghiêm trang mà rồi đẹp hơn. Tức là chúng ta đang tu. Bên Úc Châu này thì sáng, bên Việt Nam thì sớm hơn. Cho nên ở Việt Nam ở Việt Nam là mà thức dậy được giờ này cũng là một điều mà chúng ta phải học hỏi. Xin thưa với chư vị, ngày hôm kia phải không? Tức là thứ bảy, Diễm Trang ở bên Mỹ có thông báo cho có một cái em 19 tuổi học xong lớp 12 đang học đại học bị ung thư, mà em vui vẻ thoải mái vẫy chào mọi người ra đi. Xin thưa với chư vị, cái thành quả này chắc chắn là do gia đình của em giúp đỡ cho em tối đa, nâng đỡ tinh thần của em tối đa, và sự ra đi của em thực sự làm cho dâm vô cùng cảm động, vô cùng hân hoan. Xin chư vị cho tràng vỗ tay. Một người trẻ niệm Phật ra đi thân tướng quá tốt đẹp. Và Phương Trang nói là em bé cũng vẫy chào mọi người trước khi xả bỏ bản thân. Đây là một cái tướng lành vô cùng quý báu. Vì ông này rất là quý trọng cái tướng lành. Xin thưa với chư vị, rất quý trọng. Có nhiều người nói tướng lành có gì đâu mà quý trọng, tại vì tướng lành chưa chắc gì bản thân. Nhưng mà trong tâm cô dòm nghĩ rằng cái cô gái đó, hình như cô gái chẳng phải là nam, 19 tuổi, ung thư mà hiếu đạo vững vàng ra đi, rồi còn nghe nói vẫy chào rồi ra đi nữa, mà niệm Phật đến giây phút cuối cùng, lấy kinh Phật ra ấn chứng. Theo giờ ông nghĩ vị này đã vãng sanh rồi, thực sự đã vãng sanh rồi. Mong cho tất cả chư vị khi tu hành làm sao khi ra đi có được cái tương lành, hãy quý trọng cái tương lành. Có tương lành khi xả bỏ báo thân thì bảo đảm rằng
cái vị này không thành tựu lớn thì cũng thành tựu nhỏ. Có nghĩa là cuộc đời này tu ít tu nhiều gì đó không biết, nhưng mà để lại cái hiện tượng này tức là chứng nhận người đó có sự thành tựu. Thành tựu lớn gọi là thành đạo, thành tựu nhỏ gọi là vượt qua ba đường ác nhất định. Nếu mà chúng ta khinh thường cái tướng lành này, chúng ta không cần, coi chừng chúng ta tu cả một đời nhưng sau cùng không lưu lại một tướng lành nào cả, gọi là tướng ác, tướng xấu, thì xin thưa với chư vị, coi chừng một đời chúng ta tu hành nhưng cuối cùng thành tựu lớn thì chắc chắn không có rồi. Mà đến nỗi thành tựu nhỏ cũng không bảo đảm đấy chư vị. Chư vị có đồng ý với dự âm không? Mong chư vị hiểu được như vậy, mình mới thấy quý, thực sự là quý những cái tướng lành ra đi này. Cũng trong cái giai đoạn mà một cái vị ở bên Mỹ 19 tuổi bây giờ thành Bồ Tát rồi thì tụi mình cũng có báo với Gia Dâm là: ba ơi, con với chú Tịnh An niệm Phật đường mới hộ niệm cho một bác kia ra đi đẹp lắm, đẹp không tưởng tượng được. Xin thưa với chư vị, mỗi lần mà nghe một cái tin mà ra đi lưu lại tướng lành, mà hỏi thêm nữa là người này niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng, Dâm mừng vô cùng, Dâm mừng không tưởng tượng được. Một người bên Mỹ ra đi thì ở tại đạo tràng này, Dâm mới nói rõ là pháp hộ niệm loan tới chỗ nào, chỗ đó có người vãng sanh. Một người Việt Nam ra đi, đúng, chính vì người niệm Phật ra đi quá nhiều cho nên Như Âm cứ lẩm lũi nói với chư vị: niệm Phật vãng sanh, niệm Phật vãng sanh. Có nhiều người nói Phật lưu lại cho chúng ta Tam Tạng kinh điển, pháp rất nhiều, tại sao cứ nhắc tới hộ niệm? Pháp Phật là pháp bình đẳng mà. Thì xin thưa với chư vị, giờ đây chị ông mới nói mình dựa vào cái lời khai thị của Ngài Liên Trì Đại Sư mà nói với chư vị rằng là Ngài nói là Tam Tạng kinh điển, thập nhị bộ, chư vị cứu việc ngộ, muốn ngộ cái nào cứu việc ngộ. Tam Tạng kinh điển là kinh luật luận, nghĩa là bao gồm tất cả những cái lời pháp của Đức Thế Tôn, hầu hết các lời pháp của Đức Thế Tôn được dịch để trong đó. 12 bộ, thập nhị bộ là trong Tam Tạng kinh điển đó chư tổ muốn phân ra làm 12 phần, 12 bộ tượng trưng cho các nơi. Xin chư vị đừng hỏi là 12 bộ là cái gì thì Dâm không biết đâu. Nhớ một bộ thì quên hết bộ thứ hai, nhớ bộ thứ hai thì quên bộ thứ ba, mà cố gắng nhớ bộ thứ ba thì quên bộ thứ nhất, lần quần cho nên thành ra không nhớ, chỉ nhớ một câu A Di Đà Phật mà thôi. Tại vì Ngài Liên Trì nói chư vị muốn ngộ cái bộ nào cứ ngộ, còn Ngài thì ngộ có câu A Di Đà Phật, cho nên mình bắt chước Ngài đi thẳng. Có nhiều vị nói là Phật để lại 84.000 pháp môn, pháp nào cũng vi diệu, thì tại sao mà mình lại chọn cái pháp niệm Phật mà bỏ đi tất cả những pháp khác? Thì Dâm cũng xin lấy lời của Tổ Liên Trì mà nói luôn là 84.000 hạnh, tức là 84.000 pháp môn, chư vị muốn thực hành pháp nào cứ việc thực hành. Cho nên khi chúng ta thấy một người tu về Phật, các vị tu những cái pháp môn khác, các vị tu những hành khác, chúng ta phải tôn trọng,
phải trợ duyên, phải hỗ trợ cho các vị đó thực hành. Chúng ta không được quyền chống đối. Tại vì pháp của Phật, tại vì tối dậy là chư vị muốn thực hành pháp nào hãy thực hành đi. Còn ngài thì cái một câu A Di Đà Phật như vậy đó. Ta học theo ngài là ta một câu A Di Đà Phật mà đi thẳng. Xin thưa quý vị là chúng ta đang niệm Phật là chúng ta đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Mà không những như vậy mà chúng ta còn hỗ trợ tích cực cho những người niệm Phật này làm sao thực hiện cho được trong những giờ phút xả bỏ báo tâm là hộ niệm cho nhau. Chư vị thấy không? Hộ niệm là giúp cho chư vị thực hiện cái việc niệm Phật cho chính xác, để khi ra đi chúng ta đi thẳng về Tây Phương đấy. Có nhiều người này lại nói nếu thấy rằng là pháp hộ niệm là vi diệu nhất thì tại sao Đức Thế Tôn không nói thẳng cái câu A Di Đà Phật dạy cho người ta cái câu niệm Phật? Tại sao ngài lại dạy tới 84.000 pháp môn rồi sau đó lại chọn cái pháp môn niệm Phật là sao? Thì bây giờ như ông lại thưa với chư vị, sở dĩ mà Đức Thế Tôn nói rất nhiều pháp môn, có pháp môn rất là cao, có pháp môn lý đạo rất là tuyệt vời, là tại vì cũng vì lòng đại từ đại bi muốn gieo duyên cho chúng sanh, muốn kéo chúng sanh trở về với chánh pháp, để sau đó ngài chỉ cho con đường đi thẳng về Tây Phương mà thành đạo đấy. Cũng giống như có một cái vườn hoa xinh đẹp vô cùng, chứ vì mà muốn giới thiệu với đại chúng cái vườn hoa đó chắc chắn chư vị phải lấy cái máy hình chụp những cái bông, cái hoa, cái cành, cái lá thật đẹp mà gửi đi, để cho người khi mà bắt được cái hình đẹp như vậy người ta mới bắt đầu tụ về mà xem, mà nhìn, mà thưởng thức cái vườn hoa đó. Có nhiều người sơ ý khi tới thấy cái vườn hoa đẹp quá, cây có đẹp quá, lại vội vã cắt cành, cắt nhánh, có lá, có hoa, có quả, đem về nhà trưng trong bình bông, cứ tưởng như vậy là mình đạt được. Vô tình cái hoa, cái lá, cái cành tươi đẹp đó vài ngày sau nó heo mất. Chứ thực ra thì chư vị muốn cho cái hoa, cái quả, cái cành đó mà tiếp tục phát triển tốt đẹp thì hãy chú ý mà tưới, mà bón, mà chăm cái gốc của cây cài hoa đó mới được. Xin thưa với chư vị, nếu mà mình thấy cái gốc nó quan trọng hơn cái hoa, mình lại lấy cái mấy hình chụp cái gốc đó mà gửi đi cho tất cả các nơi. Nói chư vị tới đây đẹp lắm, mà chụp cái gốc mà gửi đi thì không ai tới đâu. Chư vị có đồng ý điều này không? Cái gốc nó xấu lắm, gốc nó thấy nó khô cằn lắm, dưới thì đất, trên thì vỏ cây, không có gì đẹp cả. Nhưng mà chính cái gốc này nó nuôi dưỡng cái cành cây đấy, nó làm cho cái ngọn cây nó ra lá xanh tươi đấy, nó trổ hoa rất là đẹp đấy, mà nó kết quả luôn đấy. Như vậy chính vì vậy mà những người làm vườn đó người ta mời chư vị tới, chư vị đừng có vội vã cắt cái cành đó mà tưởng vậy là bằng được. Mà muốn thực hiện được cái vườn hoa này, chư vị hãy hỏi cái người cầm cây đó, mình bón như thế nào, mình chăm thế nào, các vị đó sẽ chỉ cho chư vị cái gốc đấy, và cái chỉ cho chư vị làm sao để cái cây này nó tiếp tục đổ hoa. Xin thưa việc thực hành cho chư vị, tu hành phải trở về cái gốc mà tu, đừng đi lang thang cái ngọn, đừng đi lang thang cái ngọn, kẹt lắm. Thì trong đạo Phật chúng ta cũng vậy, muốn gieo duyên cho chúng sanh, Phật phải đưa cái ngọn, cái cành, cái lá, cái rễ để mà hấp dẫn tất cả chúng sanh trở về cái vườn hoa, rồi sau cùng ngày chỉ cho chúng sanh hãy chăm bón cái gốc. Thì trong đạo Phật
chúng ta thường có câu gọi là trực chỉ chân tâm này mà tu. Chư vị có chân tâm là có cái gốc, từ cái gốc đó nó nở hoa kết trái, tất cả mọi người chúng ta đều được quyền nở hoa kết trái như Phật, thành tựu như Phật. Mà tại vì hồi giờ chúng ta không biết chăm sóc cái gốc mà cứ chăm sóc cái ngọn không thôi, thành ra cái ngọn chúng ta một vài ngày heo mất. Còn giống như chúng ta tu, tu này có gì hay cái gì đẹp đó mà quên gốc, cho nên tu một đời rồi rồi sẽ héo đi, sẽ tàn đi và tiếp tục trong sanh tử luân hồi, không bao giờ trở về Tây Phương thành tựu đạo quả là như vậy. Xin thưa bây giờ cái đạo duy tâm là trở về tâm. Làm sao trở về tâm đây? Có vạn nẻo trở về tâm, chẳng phải một nẻo đâu. Cũng như chư vị chăm bốn cái cây, chư vị tưới đủ cách tưới hết. Có người thì đem axit tưới vô cây nữa, có người thì đem nước mà nướng nóng mà tưới vô cây nữa, coi chừng cây nó chết. Phải biết nếu bốn phòng phải tưới, mà tưới đúng cách nó thì cái cây đó sẽ trổ quả. Thì xin thưa quý vị, trực chỉ nhân tâm, chân tâm chúng ta, chân tâm chúng ta là gì? Chân tâm chúng ta bây giờ mới phát hiện ra chính là A Di Đà Phật. Quý vị có thấy rõ rồi chỗ này không? A Di Đà Phật. Tại vì A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, vô lượng giác chính là cái danh hiệu của chính chân tâm tự tánh của mỗi người chúng ta, chứ không có gì khác. Tất cả các vị Phật, danh hiệu của các vị Phật đều nói về một cái tánh đức trong tâm. Còn A-di-đà Phật được Đức Thế Tôn chúng ta tuyên dương chính là Phật Trung Chi Vương, Quang Trung Cực Tôn là vua trong các vị Phật. Tức là nói chung là A-di-đà Phật là thắng cái chân tâm của chúng ta, chứ không phải là từng tánh đức một. Nếu chư vị khi mà đi về Tây Phương rồi, chư vị thể hiện ra một cái vị Phật ở đâu đó, thì chư vị phải xưng một cái danh tự nào đó, danh chương nào đó, là tùy theo cái chúng sanh tại đó mà xưng ra. Thì cái xưng danh tên tuổi của vị Phật tượng trưng cho tánh đức của một cái tự tánh chúng ta. Tại tự tánh chúng ta nó có vạn tánh đức, thì vô tình cái tiếng A-di-đà Phật chính là tự tánh, thực sự là cái bản gốc của tự tánh. Như vậy thì khi mà chúng ta niệm A Di Đà Phật là chúng ta niệm thẳng cái tự tánh, niệm thẳng cái chân tâm, niệm thẳng chân tâm thì chân tâm ứng hiện gọi là Phật tánh lực ứng hiện. Vô tình cái câu mà trực chỉ chân tâm chúng ta chính là người nào thành tâm niệm A Di Đà Phật là người đó đi thẳng vào chân tâm. Vô tình cái con đường trở về chân tâm ngắn nhất, thắng nhất, minh bạch nhất, dễ dàng nhất, trực tiếp nhất chính là người thành tâm niệm A Di Đà Phật, niệm thẳng chân tâm. Chứ vị thấy chưa nè, vạn nẻo đường, con đường nào ngắn mình đi, vì mình đi có con đường ngắn, mình đi con đường tránh, mình đi con đường thắng. Vì thế cho nên một em bé 19 tuổi khi bị bệnh bắt đầu niệm Phật, thành tâm niệm Phật, hoan hỷ niệm Phật, gọi là chí nhạo niệm Phật. Trong kinh Phật nói rõ ràng, dẫu cho một niệm, 10 niệm mà không bản thanh thì A-di-đà Phật trên cõi Tây Phương thề không thành Phật. Tại vì người này thành tâm niệm A-di-đà Phật, chân tâm tự tánh ứng hiện. Chính cái chân tâm tự tánh ứng hiện trong lúc xả bỏ bao tâm mà A-di-đà Phật phóng quang nhiếp họ, đưa chân tâm tự tánh chúng ta trở về Tây Phương thành đạo, để lại thân tướng vô cùng tốt đẹp, thời tướng vô cùng bất khả tư nghị, gọi là tướng lành. Cho nên khi mà chư vị tu hành lưu lại một tướng lành, xin thưa với chư vị, gặp trường hợp này chúng ta phải chấp tay đánh lễ tán thán và quyết thề làm sao chúng ta phải ra đi có cái tướng lành như vậy. Hồi nãy giọng nói, khi mà chư vị ra đi có tướng lành rõ rệt rồi thì không thành tựu lớn cũng phải thành tựu nhỏ. Thành tựu lớn là người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tại vì chính Đức Thế Tôn, chính
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã long trọng tuyên bố rằng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Chính vì thế mà Ngài nói thẳng luôn, vãng sanh tức là thành Phật. Vô tình chúng ta đã thực hiện một con đường mà nó rút ngắn đến nỗi là vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp bằng một niệm A Di Đà Phật. Ngài Ấn Tổ này vượt tam kỳ ư nhất niệm, ba đại A Tăng Kỳ Kiếp khổ đau vất vả trung chuyên tinh tấn niệm Phật, mình giải quyết bằng một câu A Di Đà Phật này. Một ông bác vừa mới vãng sanh ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ở tại Sài Gòn. Ông bác cũng vượt ba đại A Tăng Kỳ Kiếp của những vị Bồ Tát tu thành Phật bằng một niệm A Di Đà Phật trong cái đời này. Và cái vị đó quyết lòng trì giữ câu A Di Đà Phật từ lúc hiểu biết Phật pháp cho đến ngày xả bỏ bao tăng vẫn là một câu A Di Đà Phật. Chúng ta đi hộ niệm cho các vị đồng tu hữu duyên, chúng ta phải làm sao mà quy tụ tất cả cái tâm lực của người bệnh đó vào câu A Di Đà Phật. Dù ông nói là một câu A Di Đà Phật, mà nếu chư vị tin tưởng vững vàng quyết lòng thì một câu A Di Đà Phật này đưa chư vị trở về chân tâm tự tánh hiển hiện tại cõi Tây Phương chờ ngay thành đạo. Trong thời gian chờ thành đạo đó, chư vị đã thành Bồ Tát Bất Thối Thần Thông Đạo Lực, chư vị đã cứu độ vô lượng vô biên bằng cái hình thái làm một người vừa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ngày thứ bảy hôm trước giờ ông có trả lời một vị là làm sao để mà giữ cái pháp hộ niệm này chánh pháp mãi không rơi vào mà pháp, thì giờ ông nói là muốn giữ chánh pháp này không bị rơi vào ma pháp thì chư vị đừng nên xen tạp, cẩn thận sự xen tạp. Xen tạp về thế gian pháp thì quá ư là tai hại, mà xen tạp Phật pháp cũng thực sự không phải là điều tối ưu trong cái phương pháp gìn giữ chánh pháp đâu. Mong chư vị hiểu rõ như vậy. Tại sao Đức Thế Tôn nói là ức triệu người tu hành, ức ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ trong thời buổi mà pháp này? Lời đây là lời của Đức Thế Tôn. Tại vì xin thưa với chư vị, 84.000 pháp môn là ứng trị cho 84.000 những cái tập khí, những cái nghiệp chướng đối trị với cái tâm lộn xộn của chúng sanh mà sinh ra những cái pháp nhiều như vậy. Còn cái pháp mà để khơi được cái tâm chân tâm, hiển lộ cái chân tâm thành Phật là chỉ có một mà thôi, chứ không phải là nhiều. Tất cả mọi pháp đều quy về chân tâm. Làm sao chân tâm hiển hiện thì quy về chân tâm chỉ là một. Chính vì 48.000 pháp môn là ứng hiện cho 84.000 con đường đi về chân tâm, nhưng mà có nhiều cái con đường quá ư là khó khăn, thực sự khó khăn. Tại vì con đường của chư đại Bồ Tát trở về chân tâm khác, con đường của người phàm phu trở về chân tâm khác, con đường của người mà có phước báu vô lượng vô biên không cần làm mà tiền của anh ào đổ vô, người ta tu khác. Còn con đường của những người mà phải làm ăn vất vả từng ngày kiếm từng miếng ăn, lo từng bữa cháo cho con cho cái để trở về tương tâm hoàn toàn khác. Chư vị nên hiểu rõ như vậy. Trong tất cả những con đường chuyên biệt đó, có một con đường mà Đức Thế Tôn đang giới thiệu cho chúng ta gọi là phàm tu cũng được mà pháp thánh tu cũng xong, thượng căn cũng thành mà hạ căn cũng viên mãn tam bất thối. Chư vị nhớ cho cái điều này,
đó là pháp môn nào? Chư vị trả lời dùng tây dị âm đi, pháp môn nào đây? Niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Niệm Phật là phàm thánh tề thâu tam căn phổ bị. Chính vì cái chỗ mà làm thánh tề thâu này, cho nên một em vừa mới bắt đầu vào đại học ở tại Sacramento, niệm Phật em bái chào mọi người ra đi vui vẻ, và từ cái lúc mà em đi ra như vậy thì tất cả cha mẹ chú bác nhìn hình tướng đó tự động mà tu. Và từ khi mà em bé đó, em đó mà vãng sanh về Tây Phương thì vô lượng vô biên ông bà cha mẹ cứu quyền khắp tổ hình như đã siêu thoát ba đường ác rồi, chư vị biết không? Một công đức này chư vị tu làm sao mà để giải quyết đây? Chính vì thế mà Phật nói có những con đường dễ tu, có những con đường khó tu, là Ngài nói đến người phàm phu chúng ta đấy. Ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ, là tại vì Ngài nói với hàng phàm phu chúng ta trong thời này là ức triệu tỷ người, hầu hết toàn là phàm phu. Chúng ta phải nhận rõ phàm phu tu khó lắm, tu các pháp môn khác thì hạng nhất là không có một người, rất khó tìm ra một người chứng đắc. Nhưng mà chỉ đi theo pháp môn niệm Phật thì được đắc độ. Y chỉ niệm Phật chi nhân khá dĩ đắc độ trong đời này. Chúng ta đã thấy hàng ngày cái chuyện này là chứng tỏ rằng lời nói của Đức Thế Tôn vô cùng chính xác. Chúng ta tự nhận với nhau là hàng phàm phu. Xin thưa với chư vị, mau mau nhiếp tâm lại trong câu A Di Đà Phật, tin tưởng vững vàng, hỗ trợ tích cực cho nhau, nghiên cứu rất kỹ phương pháp hộ niệm để kịp thời hỗ trợ tích cực, đúng pháp, đúng lý, để chúng ta giúp nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị tất cả mọi người đều vững vàng yên chí một đường niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện cho tất cả chư vị được một đời này A Di Đà Phật đưa chư vị về Tây Phương, chư vị được vãng sanh, chư vị đều là những vị Bồ Tát bất thối. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn chúng con, làm cho niềm tin của chúng con ngày càng tăng trưởng. Bây giờ chúng con vững vàng tin vào pháp môn niệm Phật, đây là đúng theo lời Phật dạy, đây cũng là pháp môn chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật tuyển chọn cho chúng con, và đây là con đường duy nhất có thể nói dành cho hàng phàm phu tội chướng sâu dày như chúng con. Bây giờ chúng con biết rằng pháp môn niệm Phật hộ niệm đó là con đường lựa chọn đúng nhất. Xin cảm ơn công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Và để mà giữ vững niềm tin một đời này quyết tâm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, và bây giờ thì bắt đầu đến cái chương trình tòa đàm vấn đáp. Chúng con xin chuyển đến các chư vị đồng tu những câu hỏi. Xin các chư vị chuẩn bị cho mình những câu hỏi thật là ngắn gọn, xúc tích. Nếu có thể thì các chư vị sẽ ghi ra giấy và hỏi một câu hỏi thôi, để dành câu hỏi cho những người khác. Nếu chư vị mà tham gia chương trình Zoom từ hôm trước có những câu hỏi mà chúng con chưa chuyển tới được vì thời gian không cho phép, thì hôm nay nếu mà các chư vị có mặt ở đây
thì xin anh Minh Hoàng xin chuyển tới các chư vị trước tiên để các chư vị được đặt câu hỏi cho lão cư sĩ Diệu Âm trả lời trước. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chuyển mic đến anh Minh Hoàng. Xin Minh Hoàng chuyển đến các chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, chỉ mới bắt đầu chương trình đặt câu hỏi thôi mà trong danh sách của con đã có gần 10 người rồi. Thì đầu tiên thì con xin gửi cái mic đến A Công Huỳnh Quế Anh. Cô đã có câu hỏi từ hôm thứ Bảy nhưng mà vẫn chưa kịp hỏi. Thì con xin chuyển mic cho cô. Còn ai mà có thể giơ tay trước ống kính như này thì giữ lâu lâu. Dạ, con có nhìn thấy, con có ở trong danh sách là A Công Quảng Tường, Bác Trí Thịnh, A Công Nguyên Pháp, Hoàng Mạnh Tiến, anh Như Khai. Dạ, có những con có trong danh sách rồi. Bây giờ con xin mời cô Huỳnh Quế Anh ạ. A Di Đà Phật. Con xin kính chào cư sĩ Diệu Âm cùng tất cả các vị đồng tu ạ. Con có câu hỏi là ở cái khu mà bọn con ở đấy thì nó là tiểu bang Oregon. Thế nhưng mà có tiểu bang Oregon thì con cũng không biết có nhiều các tăng hồn niệm hay không thì con cũng không biết, nhưng mà khu xung quanh chỗ bọn con ở đây thì không có, con chưa biết được có bang hồn niệm nào cả. Thế nhưng mà có nghĩa khi có người mất thì chỉ có khi là người ta sắp người ta người thân người ta không biết gì nữa rồi, hoặc là người ta chết rồi thì lúc đấy người ta mới gọi bạn đồng tu đến để niệm Phật cho người ta. Thế nhưng mà bây giờ bọn con cũng phát tâm là muốn có lập một nhóm đạo tràng để đi trợ niệm cho nhau thôi, trong cùng nhóm với nhau thôi. Thế nhưng mà chúng con không biết là bắt đầu cái như thế nào cho nó đúng pháp, thành lập một nhóm đạo tràng như thế nào cho đúng pháp, và người trưởng nhóm như thế nào để cho cái nhóm đó được thành tựu mà có thể giúp được mọi người được vãng sanh trong cái, trước hết là trong cái nhóm tu hành, sau đó mới tùy duyên để đi trợ niệm cho các những người mà có hữu duyên. Con xin hỏi là câu hỏi đó với cư sĩ Dư Âm, xin cư sĩ Dư Âm chỉ dù một chút con ạ. A Di Đà Phật. Đúng là cái câu hỏi nó thành câu trả lời luôn, hay lắm đấy. Nơi nào chưa có ban hộ niệm, xin chưa việc phát tâm lập ban hộ niệm đi. Chứ mình biết đạo, mình biết hộ niệm rồi mà mình không lập thì ai lập cho mình đây? Chư vị có thấy rõ rồi chưa? Và lập như thế nào đây thì xin thưa với chư vị, chính là lập một nhóm cộng tu chuyên làm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi có cái duyên, chúng ta sẽ có cơ hội hộ niệm cho người ta vãng sanh. Và làm lập như thế nào đây thì đây cũng là một câu hỏi rất là khó trả lời, tại vì do mới xa quá. Thì mong chư vị phát tâm ở bên Mỹ, ở các nơi khi mà chư vị nghĩ rằng là rất nhiều nơi muốn lập nhóm niệm Phật cộng tu mà lập không được, thì xin chư vị ở gần bên, ở trong địa hạt của Bắc Mỹ, của bên cái tiểu bang gọi là gì đó, tiểu bang nãy nó là gì? Oregon. Không? Thì cố gắng là những nơi nào mà ở gần Oregon đó làm sao liên lạc với quý anh để mà giúp cho quý anh cái phương pháp tu hành. Riêng quý anh thì cho Dương cái email, thì Dương sẽ cố gắng gửi những cái cách thức cộng tu cho quý anh qua email, rồi download xuống. Và dâm ở đây có thường thường là cơ ghi vào thành những cái file MP3, rồi cái mình dựa vào những cái file MP3 đó mình mở ra rồi mình tụng theo. Rồi khi nào mà có cái dịp, có những cái buổi gọi là pháp hội thì chư vị nên tham gia để mà biết cái cộng tu, tại vì lập một cái đạo tràng phải có cách cộng tu, chứ nó không có cách cộng tu thì cũng rất là vất vả. Thì mong chư vị mà phát tâm nên gấp rút gửi cho quý anh này những cái
cái tài liệu về hộ niệm. Thí dụ như là những cái video, những cái MP3 nốt vào niệm, để cho quý anh phải lo ngày đêm nghe hộ niệm liền đi. Đừng có nghĩ rằng là nghe một vài giờ trên cái Zoom này là đủ đâu, không đủ đâu. Mà chúng ta phải cố gắng nghe về hộ niệm, cứ nghe tới rồi nghe luôn, tự nhiên cái một lúc nào đó nó thâm nhập vào tâm chúng ta hồi nào không hay. Vậy nhất là những cái buổi mà hội thảo như thế này thì xin quanh là cứ cố gắng tham gia, thì từ từ tất cả những vấn đề này sẽ giải quyết. Còn những người mà không biết hộ niệm, thường người ta cứ đồng nghĩa cái chữ vãng sanh là chết là hết, cho nên thường người ta cứ chờ chết rồi kêu các vị tới cầu siêu rồi gì đó, thì cái con đường này khó có thể thành tựu. Cho nên chúng ta cũng không có có phải là trách trả gì họ, mà tại vì cái thủ tục hồi gì nó quen như vậy rồi, nó kết tập như vậy rồi, cho nên người ta không lo liệu trước cái trời chết rồi kêu các vị nào đó tới cầu an cầu siêu đập kinh gì đó, thì người ta hy vọng vào những chuyện đó, nhưng mà thực ra đây là những cái hy vọng rất là mong manh. Mà muốn vạn trên là tự mình, tự quý anh, tự tất cả như vậy, hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin tưởng vững chắc và sự phát nguyện tha thiết. Nó gồm lại ba điểm này thôi. Bây giờ mình chưa biết cộng tu như thế nào, hãy lo kết tập với nhau 5 người, 3 người, rồi dùng một cái đạo tràng nhỏ mà niệm Phật. Ngày nào đi chùa thì chưa vị có cứ đi chùa, nhưng mà rồi khi về nhà chúng ta phải cố tình là nhiếp tâm trong câu A Di Đà Phật mà niệm và nguyện văn tranh, rồi chưa vị nghiên cứu thêm những tài liệu về hộ niệm, nhất là bây giờ dư âm này đưa ra tài liệu nhiều lắm, nói về khai về tọa đàm về hộ niệm nhiều lắm rồi, nhất định bất cứ một cuộc tọa đàm nào chư vị có thể nghe qua, nghe kỹ thì cũng có thể hiểu được. Tại vì cứ lần quần những cái điểm chính này, tất cả chỉ là vậy mà thôi, thì chư vị sẽ đi vững vàng. Tại vì em bé ở trên Sacramento cũng chỉ gặp giam có một vài lần khi qua Mỹ thôi, nhưng mà gia đình cũng tin tưởng, cũng nhắc nhở cắt rồi cái em bé đó bây giờ đã thành Bồ Tát. Nếu mà thật sự ra đi mà vẫy tay chào đàng hoàng rồi buông tay ra đi mà thân tướng đẹp, tức là thành Bồ Tát rồi. Đơn giản như vậy, không có gì cả. Quan trọng là chư vị có tín tâm hay không, vững tâm hay không. Thì xin chư vị, xin bắt đàng đồ ghi cái địa chỉ, chút ở cuối thời thì ghi địa chỉ của cô anh mà tìm cách giúp đỡ cho cô anh. Mà nếu cần thì có liên lạc với giờ em sẽ cố gắng giúp đỡ cho chư vị những tài liệu để chư vị thành lập được một cái đạo tràng nhỏ nhỏ để mà cộng tu với nhau nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng xin cảm niệm công đức câu hỏi của đạo tràng chỗ Huỳnh Quế Oanh, Quế Anh. Bây giờ chúng con mới biết rằng là thành lập ban hộ niệm là chính là thành lập một nhóm cộng tu niệm Phật chuyên nghiên cứu về pháp hộ niệm, chuyên một lòng một dạ niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Bắt đầu đây chính là bắt đầu thành lập ban hộ niệm. Trước đến giờ chúng con cứ nghĩ là thành lập ban hộ niệm là phải khó lắm, phải làm như thế nào, không biết là bây giờ chúng con đã hiểu rồi, thành lập ban hộ niệm bắt đầu chính là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, nhưng mà tiếp tục lại chuyển một câu hỏi cho cái chư vị đồng tu. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, để trước khi con đọc tên người tiếp theo thì xin cô Huỳnh Quế Anh nán lại cho đến hết chương trình, con sẽ ghi lại cái địa chỉ để liên lạc với cô. A Di Đà Phật. Tiếp theo là con xin mời bác Quảng Tường ạ. Vâng ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cư sĩ lão cư sĩ giảng giải cho chúng con nghe là tại sao mà khi mà chúng ta hộ niệm cho một người vừa mới lâm chung thì gần như là cư sĩ hướng dẫn ở trong cái bộ tọa đàm hướng dẫn khai thị hộ niệm đấy, là lúc bấy giờ chúng ta cần khai thị cho họ rất là nhiều, là 15 phút đã khai thị một lần, thì điều này mang ý nghĩa như thế nào, xin cư sĩ giảng giải cho chúng con được nghe rõ. Nếu mà một người hồi giờ không biết tu
mà trước khi ra đi kẹt thì khi mà lâm chung chư vị có thể hướng dẫn thêm một chút. Còn những người nào mà đã vững tâm, tin tưởng vững vàng, có uy tín hành nguyện đầy đủ thì cái sự khai thị hướng dẫn sau khi lâm chung cũng không phải là dày như vậy đâu. Ví dụ như hồi giờ một người đó cũng có tu mà trước khi ra đi tâm còn nhớ cháu, nhớ con, rồi thương nhà gì đó, nhớ cũ gì đó, là mình biết người ta vướng. Mà khi người ta vướng là thường thường biết rằng khi ra đi thường thường người ta ra đi cũng trong cái vất vả lắm, và cái tâm hồn người ta cũng không có định, thì mình nghĩ rằng là họ khó có thể mà vãng sanh ngay trong giờ phút lâm chung. Thì trong những trường hợp này thì chúng ta phải cố gắng không cần tới 15 phút mà có thể 30 phút mình nhắc lại. Ví dụ chúng ta thấy cái người này là cái người mà thương nhớ con cái, thì mình nghĩ rằng là vì con cái mà họ trở ngại. Thì nói bác Sáu ơi, bây giờ là 30 phút rồi mà bác còn ở đây là cô chừng bác bị đọa lạc. Mà đọa lạc thì không có phải là thương con mà làm khổ cho con, vì thương con mà bác phải đi đọa lạc. Nếu bác thương con thì mau mau niệm A-di-đà Phật cấp thì trở về Tây Phương thành Bồ Tát, rồi sau đó cứu độ con, lưu lại thân tướng tốt đẹp làm cho con cái vui mừng phấn khởi tu hành là bác thương con. Nếu bác ra đi để lại những tướng xấu, bác đi đọa lạc thì làm cho con cái mất niềm tin, bỏ đường đạo, chạy theo đường đời và tiếp tục chịu đọa lạc, thì đây là vì thương mà thành hại. Mình nói những câu như vậy để cho cái người, để cho cái người đó người ta giật mình ra. Còn ví dụ như những người mà trước khi ra đi người ta quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, người ta quyết buông xả tất cả rồi, thì chúng ta đâu còn gì nói những lời này nữa. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, hộ niệm chính là một pháp tu. Đừng chờ đợi cái người hộ niệm tới mà khai thì lên khai thì xuống, thì thực ra chúng ta thuộc vào hàng bạc phước chứ không phải là hàng có phước lớn. Chúng ta làm sao ra đi mà mình chính sự ra đi mình là sự khai thị của người ta. Ví dụ như có nhiều đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, biết ngày giờ vãng sanh, vẫy tay chào vãng sanh, thì chúng ta đâu còn gì khai thị nữa. Cho nên bác Phương Tượng mới nhớ nha, phải tùy trường hợp. Giờ ông nói như vậy là tùy trường hợp. Có nhiều trường hợp mà chúng ta phải nói là 1 giờ chúng ta cần phải nhắc nhở, sau 7 giờ chúng ta nhắc nhở, 8 giờ chúng ta nhắc nhở nữa, là vì người này là có thể chúng ta nghĩ rằng người ta bị nạn. Còn chúng ta làm sao mà củng cố tinh thần của họ vững vàng mà đi, thì người nào mà thành tâm chí thành chí kính, có tín nguyện đầy đủ, trước khi họ xả bỏ vô thần, thường thường họ đi theo A-di-đà Phật vãng sanh về Tây Phương trước khi họ tắt hơi. Mà trước khi họ tắt đi mà trước khi tắt hơi chưa bị thái liệt, họ đi một cái là thân tướng họ nó chuyển trước mặt mình chứ không phải là sau mặt mình. Chính vì thế mà xin thưa với quý vị, khi đắp mình quang minh chúng ta phải để đắp tới cổ thôi, không nên đắp qua mặt, để chúng ta nhìn thấy rõ là sự chuyển biến đó mà chúng ta lượng định. Mình thấy rõ ràng là có những người ra đi lúc người ta khổ, người ta đau khổ mà nghiệp trước mà ra đi, người ta mở con mắt nằm miệng ha ra, nhưng mà 15 phút sau mình thấy miệng người ta ngậm lại, mắt người ta ngậm lại, tức chứng tỏ rằng là người ta có cảm ứng tốt. Mình tiếp tục thành tâm niệm Phật, niệm mạnh để hỗ trợ cho tinh thần ra đi. Mình thấy từ 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 nó chú như vậy là mình có thể không còn khai thị, mà có thể một tiếng ngộ sau mình nhắc bác ơi, nhất định bác phải đi về Tây Phương Cực Lạc để cứu độ chúng con, để cứu độ gia đình, để thành đạo nghe bác, đủ rồi còn gì nữa. Nhưng mà có những người khi mà bắt đầu ra đi thì cái tướng như vậy, mà một tiếng ngộ đầu cái tướng xấu hơn, chắc tái đi là chúng ta hiểu rằng là họ đang bị ngã, chúng ta phải mau mau lên tiếng được bác hai ơi, quyết định phải đi về Tây Phương Cực Lạc, đây là cơ hội duy nhất trong đời này để bác giải thoát tất cả mọi trầm luân khổ hải. Nếu phân vân do dự luống qua cơ hội này thì đành phải chịu nạn, đời đời kiếp kiếp sau này tìm đâu ra cơ hội để giải thoát. Mình nói rõ ràng như câu này, tức là người trưởng ban hộ niệm để cho tất cả mọi người đồng niệm Phật, mình tới đứng lên chút mình nói rõ cái câu này, nhắc nhở họ. Cho nên cái hộ niệm mà khai thị mà dày hay mỏng là nó tùy theo cái mỗi trường hợp ha. Bác Vĩnh nhà viện Quán Tường ha, nhớ cho kỹ cho Quán Tường nhớ, chứ không phải là tất cả đều phải ứng dụng như vậy, tất cả phải ứng dụng là như vậy nha. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.
Bây giờ chúng con biết rồi, nhờ câu hỏi của sư huynh Quảng Tường mà chúng con biết rằng là pháp môn hộ niệm, vì vậy mà rất là cần phải uyển chuyển tùy theo từng trường hợp, không nên là cứng nhắc. Dạ, A Di Đà Phật. Xin Minh Hoàng lại chuyển tiếp một câu hỏi cho các chị. A Di Đà Phật. Dạ, con xin chuyển mic cho A Câu Nguyên Pháp ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con thành tâm thỉnh cầu lão cư sĩ Diệu Âm giúp chúng con, giúp đạo tràng chúng con làm cách nào để đạo tràng chúng con tu hành được tinh chuyên niệm Phật hộ niệm để phóng sanh về Tây Phương Cực Lạc ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin chân thành cảm ơn cư sĩ ạ. Trong tất cả các pháp của Phật để lại thì cái pháp môn niệm Phật được Đức Thế Tôn tuyển chọn tuyên dương trong thời mạt pháp này. Mà cái pháp môn niệm Phật, Phật nói rõ trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh niệm Phật Ba La Mật, hầu hết Phật đều nhắc đến cái câu gọi là nhất hướng chuyên niệm. Phải chuyên trong chuyên thì mới mạnh, thì mới giúp chư vị trong một báo thân này vượt qua ách nạn nghiệp chướng của chính chúng ta. Tất cả pháp môn đều là của Phật dạy, nhưng mà Phật lệ chúng ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chư vị phải biết buông thế gian pháp, phải buông, mà Phật pháp Phật dạy cũng phải buông ra luôn để giữ câu A Di Đà Phật mà được thì mới thành công. Đây là lời Phật dạy. Chính vì thế mà thực sự nếu mà chư vị muốn được vãng sanh vững vàng vững vàng như một cái cô ở bên Mỹ 19 tuổi, chỉ cần đâu hình như một năm hơn cô quyết lòng niệm Phật khi cô biết ung thư trẻ, mà ung thư mà còn đang học đại học nữa, mà ung thư mà ra đi vẫy chào ra đi chưa về biết. Nếu mà cô đa còn vay cái pháp này, mượn cái pháp kia thì ông nghĩ rằng là đến lúc mà ra đi cô này không có thể nào an nhiên tự tại như vậy được. Mà chỉ vì cô nói bây giờ chỉ có một con đường vãng sanh thôi, cho nên một câu A Di Đà Phật đã nhập tâm. Khi nằm xuống rồi cùng một câu A Di Đà Phật mà đi về Tây Phương. Nếu chúng ta tu nhiều pháp quá thì những cái pháp đó nó trở thành cái chúng tử chui vào trong A Lại Gia Thức của mình. Khi mà chúng ta tu thì tốt, nhưng cái tốt đó nó thuộc về phước lành, chứ không phải là cái tu đó nó thành ra cái chúng tử để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì khi mà cái nhiều chúng tử ở trong tâm chúng ta quá, dẫu là cái chúng tử lành, thì cái chúng tử lành sẽ dẫn dắt mình đi về con đường lành. Mà đi về con đường lành có nghĩa là chúng ta đang đối trị với con đường dữ, tức là nghiệp và phước chen nhau, tội và phước chen nhau. Không biết lúc đó là cái phước mình nó lớn hơn hay là cái tội của mình nó lớn hơn. Xin chư vị phải tự hỏi lấy. Tại sao có nhiều người tu cả một cuộc đời mà sau cùng các ngài ra đi vẫn bị trở ngại? Chư vị nên nhớ đây là lời nói của ngài Vĩnh Minh Chiên Thọ. Nhược ấm cảnh hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ. Nếu trong lúc ra đi mà chỉ cần một tâm chao đáo, mình dùng pháp này hay pháp nọ nhé, chỉ cần một tích tắc như vậy nó mở ra một cái cửa ngõ cho nghiệp chứ tuôn vào. Nó mở ra một cánh cổng thoải mái cho oán thân trái chủ đi vào tìm cách trả thù đòi nợ. Thành ra chúng ta nếu lúc đó mà cái nghiệp thiện chúng ta ứng hiện ra thì chúng ta cũng đi theo nghiệp thiện ở trong lục đạo luân hồi, chứ không phải vượt qua tam giới trở về Tây Phương.
Nhưng mà nếu lúc đó nghiệp thiện cũng không ứng hiện, mà nghiệp ác cũng bị bế rồi, chỉ có cái nghiệp A-di-đà, câu A-di-đà ứng hiện, cái tâm chúng ta quyết trở về Tây Phương, giống như một cái đàn luồng mở thông suốt trong veo đi thắng về Tây Phương Cực Lạc, tức là câu A-di-đà Phật đã mở tung tam giới ra để chúng ta nương theo con đường đó mà đi thắng về Tây Phương. Cho nên thường thường chư tổ gọi là lục tự di đài vô biệt niệm bất lao đàn chỉ, là cái này đàn chỉ đi thắng từng nhờ đáo Tây Phương. Bây giờ chư tổ cũng nói là tứ tự di đà vô biệt niệm, vô biệt là không có một cái gì khác nữa, vô biệt là không có những cái gì biệt, gọi biệt là khác biệt đó, không có một cái gì khác cả. Nếu một người nào mà lúc đó chỉ cần một câu A Di Đà Phật mà ứng hiện mà niệm Phật thì nó là về Tây Phương một tức tắc thôi, đi thắng bưng về Tây Phương, giống như là cái câu A Di Đà Phật nó vạch cho một cái lối đi trong veo mà bên cạnh đó hào quang của Phật, có chư Bồ Tát phố chiếu vào đó sắc rỡ ràng, chư Long Thiên Hộ Pháp hai bên đứng dàn hai bên mà bảo vệ cho chúng ta đi thắng về Tây Phương, gọi là đang chỉ thắng nhưng là cái sợi dây đàn ấy, đi về Tây Phương liền. Nếu chúng ta lúc đó mà nghiệp thiện ứng lên thì chư vị phải nghe ngài thực hiện đại sư nói. Thiện nghiệp càng lớn, sanh tử càng nặng, mà chúng sanh không biết. Những người mà làm phước làm thiện, cứ tu là làm phước làm thiện đời đời kia, ngày này qua làm phước làm thiện, nghĩ làm phước làm thiện, lúc đó mà nghiệp thiện ứng ra thì chư vị có thể trở lại làm người, sau này có thể chư vị thành ông tổng thống, anh bộ, ông bộ trưởng, có người tỷ phú được. Chư vị nghĩ tới những ông tổng thống, ông tỷ phú đó, ông có tu không mà chư vị biết liền coi chừng bị tam theo á. Như vậy thì pháp tu niệm Phật không phải thiện, không phải ác, mà gọi là tính. Tính là gì? Là quyết lòng đi về Tây Phương tịnh độ. Như vậy thì nếu chư vị quyết lòng đi về Tây Phương tịnh độ thì xin chư vị phải nhớ nghe lời ngài, ngài Liên Trì. 84.000 pháp môn, ai muốn nghiên cứu cứ để họ nghiên cứu, trợ duyên cho người ta nghiên cứu. Còn tôi thì sao? Tôi thì niệm câu A Di Đà Phật, tại vì ngài muốn hoàn thành cho ngài, không muốn đi trong những con đường phước thiện. Phước thiện thì nó đối đại với nghiệp chướng, tội chướng. Còn tịnh nghiệp nó là duy nhất đi thắng về Tây Phương Cực Lạc. Nếu những người nào mà thích cái này cái nọ thì nghe ngài Quán Đảnh đại sư nói, thời mà pháp này kinh sám không còn có hiệu lực nữa, chứ còn có câu A Di Đà Phật. Tại sao chư tổ luôn luôn nhắc tới điều này là chúng ta phải hiểu. Tại sao ngài Ấn Quang trong khi hiếu tất cả tam tạng kinh điển rồi, ngài sau cùng ngài trở về một cái căn liêu phòng nhỏ, một bộ kinh A Di Đà tụng một ngày và sáu chữ A Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà ngài niệm, và còn trên bức tường ngài để một chữ tử, nghĩa là chết ngài nhắc à, mới đến một ngày nào đó ta phải luyện báo thân này, ta làm sao khi luyện báo thân ta phải trở về Tây Phương. Như vậy chỉ còn câu A Di Đà Phật mới đưa ta về Tây Phương. Cho nên chư vị phải nhớ cho kỹ, tại sao một đời của ngài Ngẫu Ích đại sư nghiên cứu tất cả tam tạng kinh điển, cả các pháp môn của Phật, ngài đầu lâu thông, ngài thực hiện rất nhiều, mà sau cùng ngài nói à, chỉ còn câu A Di Đà Phật là con đường ta giải thoát. Chúng ta phải ngộ ngay cái ngộ của tổ mà chuyên nhất. Cho nên mong cho vị, ta không phải là tổ thì chúng ta không nên đi con đường mà nghiên cứu quá nhiều rồi mới trở về. Các tổ thì trở về được, còn chúng sinh chúng ta bị ngọc chìm trong đó rồi trở về không được. Mong cho vị phải chuyên ngay từ bây giờ để chúng ta gỡ được những ách nạn mà cái rối đắm của tâm, để chúng ta đi suốt một con đường, đi thắng một con đường, để chúng ta thành đạo như những người mà chúng ta đã thấy họ thành đạo trước mắt chúng ta đấy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng lòng hoan hỷ nhờ cái câu hỏi của anh Nguyên Pháp mà chúng con biết được là muốn để giữ được một đạo tràng chuyên nhất, một đời này tu niệm Phật hộ niệm, muốn giữ được để mà an toàn một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải chuyên nhất, chuyên một pháp
không nghiên cứu rộng quá chuyên một câu Phật hiệu. Nhờ sự chuyên nhất này mới có thể an toàn một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Nhờ sự chuyên nhất này mà chính đạo tràng mới có thể giữ được lâu dài. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm và cảm niệm công đức của câu hỏi của anh Nguyên Pháp, và xin anh Minh Hoàng lại tiếp tục chuyển câu hỏi đến cho các chư vị đồng tu. A Di Đà Phật. Dạ con xin chuyển mic cho cô Diệu Âm Thành ạ. Cô có câu hỏi. Dạ con mời cô. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào sư phụ Diệu Âm, con kính chào sư mẫu Kim Ngọc. Con có một câu hỏi là con muốn khuyên cha mẹ con một đời này niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xong vì con là một phàm phu tội chướng công phu của con tu học thì còn yếu kém, nghiệp chướng sâu dày, phước mỏng. Con biết là không thể khuyên cha mẹ con niệm Phật được. Vậy con kính xin sư phụ Diệu Âm từ bi chỉ dạy cho con biết phải dùng phương tiện gì và nương dựa vào đâu để khuyên cha mẹ con và gia đình con tin tưởng phát tâm niệm Phật để một đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin sư phụ Diệu Âm từ bi chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Con cảm ơn sư phụ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Những người nào mà có cái tên Diệu Âm thì ngang với Diệu Âm rồi. Đây Diệu Âm, đó cũng Diệu Âm. Đây Diệu Âm Minh Tị, đó là Diệu Âm Diệu Thành. Diệu Thành đúng không? Cho nên bắt do mà làm sư phụ thì do ông này xin thưa với chư vị là nghe bác nói là bác nghiệp chướng sâu nặng thì do ông tự xưng giơ tay lên là do ông nghiệp chướng nặng hơn. Cho nên vì nghiệp chướng nặng quá cho nên chúng ta hiểu nhau mà chỉ vẽ con đường niệm Phật vãng sanh thôi, chứ không dám làm sư phụ đâu nha. Sư phụ là những người có đức đạo đức độ dữ lắm, còn do ông thì yếu quá. Bây giờ chính do ông này mà muốn khuyên cha mẹ do ông cũng khó khăn vô cùng. Cho nên do ông mới vội vã là lợi dụng cái cơ hội này, này. Là cơ hội mà gặp nhau trên cái đường Zoom này này. Mời bà cụ lên để cùng với các vị đồng tu vỗ tay hoan hỷ. Mà bà cụ đó hình như là bà thấy thoải mái, tha thiết được vãng sanh hơn một chút trước khi mà lên cái đường Zoom này. Cho nên chính Diệu Âm khuyên bà cụ cũng không nổi. Cho nên trước mới đầu tiên mới nhờ bác Đạt đấy, bác Minh Đạt khuyên giùm. Nếu mà có bác Phúc Trí thì Diệu Âm để nhờ bác Phúc Trí khuyên giùm. Bác Văn Thịnh đó, như bác Văn Thịnh có khuyên giùm ta, những người đó người ta lạ. Ta tới ta khuyên mẹ mình vui lắm. Chính hồi mà ông cụ của Diệu Âm là ông đi thì mỗi lần mà có một ban hộ niệm tới, nhất là chị Diệu Thường, thì Diệu Âm nói chị Diệu Thường ơi, chị tới chị nói chuyện với ông cụ đi. Thì thường mà chị Diệu Thường chỉ vui chỉ cười, thì ông cụ thấy mà chị Diệu Thường tới là chỉ vui. Tôi gặp một đứng đàn đó thôi, giờ hôm nay là thôi giờ bác tới bác nói chuyện với ông cụ đi. Chính nhờ những người ngoài nói như vậy mà bà ông cụ mới thấy à, không phải là một đứa con của mình kêu mình đi vãng sanh đâu nghe, mà người này cũng kêu này, người kia cũng kêu này. Tôi thấy ông cụ đang vui cái đang nói chuyện bà cụ đi, thấy ông cụ nói chị nói chị khuyên giùm cụ đi, à đồ ông cụ đấy, à cái cô này cũng muốn vãng sanh đấy, thấy nhiều người vãng sanh quá thì ông cụ mới bắt đầu mà vui vẻ vãng sanh. Thì chính bây giờ bà già cô dâm con dạy, sở dĩ là có cái cuộc mà đi thứ sáu mà chúng ta lên trên cái mạng này đó, là đầu tiên là tại vì giờ mới xa làm sao có thể nói chuyện với bà cụ được, mới lợi dụng một cái đường Zoom mà của cái Google người ta cho tự do đấy, 30 phút đấy. Thì ông định là lợi dụng cái đó mà lâu lâu thấy hiện ra cái màn hình to lớn vậy rồi. Bà thấy mình trong màn hình như vậy, bà vui rồi mình khuyên lần, nhưng mà vô tình mới có một lần thì tiêu bị bắt giờ ông phải lên cái Zoom để mà hộ niệm cho nhiều người, đó cái duyên.
Mà cũng hay nữa là khi thấy mà hộ niệm cho nhiều người như vậy, người nào cũng nói chư vị muốn vãng sanh không, ai cũng vỗ tay hết. Bà vỗ tay thì bà không phải vỗ tay. Phần đầu thì bà vỗ tay, bà giả đò vỗ tay, nhưng mà vỗ tay mà nói chư vị vỗ tay là phải chịu trách nhiệm đó nha, vỗ tay là phải tin tưởng, chứ vỗ tay mà giỡn giỡn là coi như là Phật không cho phép đó nghe, Phật chê đó nghe. Thì bà sợ, bắt đầu vỗ tay giá, sau đó bà vỗ tay thiệt. Chúng ta phải tạo cái phương tiện như vậy. Nói chung là xin thưa bà, chúng ta nên lợi dụng cái mạng mà mạng trực tuyến này hay lắm đấy. Tức là mình mua trong cụ một cái tivi lớn lớn chút, rồi cái máy computer mình có thể mình làm được, mình cố gắng mình tranh chủng gì đó, rồi cái tối cái giờ đó mình mở lên cho bà cụ bà nghe, rồi mình cũng phải lên. Rồi lúc đó mình ông cụ thấy mình trong cái mạng đó, mình trực tiếp nói ông cụ mình luôn, rồi giờ ông cụ nói tất cả mọi người nói, thì tự nhiên cái đó là cái phương tiện. Chúng ta tạo cái phương tiện gọi là cái phương tiện chuyển xáo để cho ông cụ bà cụ bắt đầu tin. Chứ còn chính mình mà giờ cứ niệm mẹ niệm Phật đi, cha niệm Phật đi, mình nói mãi thì ông cụ nói thôi con đừng nói nữa, bà biết con nói gì rồi thì ông không nghe nữa. Mong như vậy tất cả đều cái phương tiện thì đúng là như vậy, chúng ta có dùng phương tiện như vậy. Chứ còn bắt dư âm mà đi khai thị dư âm không đủ cái năng lực, cũng không đủ đức độ mà để mà mà chứng đối cho vị đó nha. Chúng ta nên tự dục phương tiện này hay vô cùng đấy nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ chúng con mới biết rằng là cái phương pháp này quá tuyệt vời, và chính ban tổ chức chúng con cũng nhận được rất nhiều lá thư phản hồi của rất nhiều người trên toàn thế giới. Nhờ trang dung, nhờ sự hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm, nhờ sự tham gia của các chư vị đồng tu, nhờ sự chứng minh của chư tôn thiền đức, mà rất nhiều người ngộ ra pháp môn niệm Phật, và rất nhiều người quyết lòng cầu nguyện vãng sanh. Và đây là một cái phương tiện vô cùng là thù thắng. Xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm và câu hỏi của chị Diệu Âm Thanh. A Di Đà Phật. Nhân tiện đây cho con xin hỏi lão cư sĩ Diệu Âm một câu hỏi. Từ trước đến giờ nghe nói là pháp môn hộ niệm rất là vi diệu, cứu người vãng sanh, thế thì tại sao lại cứ phải hộ niệm từ lúc còn trẻ còn khỏe, sao không để đến lúc mà lâm chung rồi, hoặc là lúc mà bệnh nặng rồi bây giờ mời ban hộ niệm đến có được hay không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Nếu có để mà hỏi bác Văn Đường, bác Văn Đường giỏi lắm chứ, bác Văn Đường bác Văn Đường đã lại đây. Mấy vị mà hộ niệm lâu rồi bác giỏi lắm. Phúc Đế đâu đã lại đây. Xin thưa với chư vị là cái câu là mồ hoang á, lắm kẻ gì đó, tuổi còn xung xanh, trong thế gian có cái câu là huynh tuyền lộ thượng, vô lão thiểu, không chọn ai hết. Người nào mà tới lúc mà dương dương kêu là phải đi thôi. Cho nên nếu mà chưa vậy mà biết trước, niệm Phật trước, tu hành trước, nó đỡ dữ lắm. Ví dụ như ở bên Mỹ, chứ ở bên cái mới tiểu bang gì là Sacramento đấy, 19 tuổi đang học đại học đành phải ra đi, mấy tháng sau ra đi. Mà may mắn là mấy tháng phát hiện ra cái bệnh ung thư đó mà ra đi an toàn là tại vì nhờ có người tiến dẫn cái phương pháp hộ niệm. Và gia đình cũng biết hộ niệm cho nên đã biết trước rồi, cho nên khi biết được như vậy thì gia đình hỗ trợ giống cái là người đó thôi được rồi. Vậy là tới cái thời kỳ mà con phải đi rồi, mẹ yên chí đi, cha yên chí đi, cha đi. Chưa bị thấy không? Như bác Đại ở bên Tiệp đấy, có một lần là hộ niệm cho em bé 4-5 tuổi vậy đó. Thấy không? Nếu em bé đó nói bây giờ để cho con tới 80 tuổi mà hộ niệm, tại em bé đó là chết tới 80 năm sau còn hộ niệm gì nữa. Phải không chứ vậy? Ở tại quê của Diệu Âm có một bà cụ, năm đó là năm 2006, bà cụ 86 tuổi.
Rồi có một người con trai 42 tuổi. Người con trai thì lấy xe Honda chở mẹ đi chùa, chở mẹ đi niệm Phật, mà con thì cứ ngồi ghế đá ngoài hút thuốc. Hỏi sao nữa anh không vô niệm Phật? Thì con nói đi, bây giờ tôi lo cho mẹ tôi trước, rồi tôi sẽ tính sau. Vô tình nghe cao đông 2 tháng sau thì người con chết mất, 42 tuổi. 42 mà tuổi mà chết từ năm 2006, bây giờ là 2018, tức là 12 năm rồi. Ba mẹ bây giờ vẫn còn sống, ba mẹ bây giờ trên gần cái ta cái tầm tuổi rồi. Chư vị ơi, ba mẹ bây giờ đơn côi không ai nuôi nấng hết trơn. Chư vị thấy không? Tất cả đều có duyên phận. Chúng ta không có chờ đợi được. Cho nên người nào biết tu trước, lo tu trước đi. Mà tu cái phương pháp hộ niệm có nghĩa là gì? Phương pháp hộ niệm dạy cho chúng ta những cái gì mà cần nên buông, phải buông. Ví dụ chư vị tu ngày nào cũng tới niệm Phật tu mà con mình nó làm sai một chút, chư vị khổ lên khổ xuống, nó học mà dở một chút, chư vị đau lên đau xuống, nó học thì rớt một cái mình la mình rầy, tức là mình coi chừng mình bị vướng. Mình thấy một đứa con đó mình muốn cho nó cưới vợ cho nó ngon lành, mà nó thương một người khác, mình tới mình cằn nhằn cắn nhắn, tức là coi chừng chư vị vướng. Coi chừng chư vị có 5 căn nhà rồi mà muốn mua một căn nhà nữa mới thỏa nguyện là coi chừng chư vị vướng. Nó vướng nhiều lắm. Những cái vướng đó nó không bao giờ mất cả, mà nó nằm mãi trong tâm chúng ta. Khi mà chúng ta nằm xuống vì những cái vướng đó mà lúc mình sắp ra đi, mình mê, mình mệt, mình không còn tỉnh táo. Vì không còn tỉnh táo nên tất cả những cái này ở trong tâm này nó ứng hiện ra một cách tự nhiên, tự nó ứng hiện ra. Nó là ứng hiện trong vô thức chứ không phải là hữu thức. Hữu thức là mình chủ động. Thì như vậy bây giờ chứ vị mà muốn cho vững vàng thì cái pháp tu này nó không có phải là mình tới chùa mình lễ Phật là tu cái pháp vô nồn vô này, không phải vậy. Lễ Phật cũng là tu, nhưng mà cái tu là tu lễ Phật, còn cái tu mà sửa được những cái vướng mắc của mình cũng là pháp tu. Thì cái phương pháp hộ điểm nó dạy hai cái. Một là phần phải niệm Phật, mà niệm Phật phải chân thành mới được. Nếu mà chư vị niệm Phật không chân thành thì pháp này không cho phép. Nếu chư vị mà niệm Phật mà muốn vãng sanh thì người ta cho phép, mà niệm Phật mà không muốn vãng sanh thì chư vị đã đi lạc được. Như vậy thì pháp hộ niệm ta dạy cho mình đường nào là lạc, đường nào là đúng, rõ ràng cụ thể. Ví dụ như mình đi làm ngoài hãng, mình đi làm mà mình không có cái ý thức là muốn làm cho cái hãng đó nó phát huy, mà mình cứ ngày nào mình cũng cảm lại ông chủ này giàu quá, tại sao lương người cho mình ít dữ như vậy, trong cái bao nhiêu người cũng làm như mình, người ta trả lương như mình, mà người kia người ta vui vẻ, người ta nói ồ lương ông chủ trả như vậy là tội nghiệp ông, nhiều khi ông lỗ, còn mình lương trả như vậy mình càm ràm cứ muốn tăng thêm, coi chừng đây là cái vướng. Cái tâm của mình không mở ra, mà không mở ra thì thay vì mình làm hết mình cứ làm nửa vời ông chủ đuổi mất. Như vậy mình thấy rõ ràng là Phật dạy gì, muốn được giàu có thì mở cái tâm ra bố thí, mình làm hết sức mình. Có một người công nhân là cái tâm bố thí thì tự nhiên tiền vào, là tại vì sao? Tại vì ông chủ sẽ cất nhắc lên làm, thay từ một cái người công nhân bình thường, ông chủ cất nhắc lên là một người lead the hand, tức là gì, là cái nhóm trưởng đấy, mà nhóm trưởng thì tăng lương có gì đâu vậy. Chính là như vậy Phật dạy nhất nữa. Mình nói cái lý đạo thì có vẻ xa vời, nhưng mà nói chung lại là như vậy. Hay mình nhiệt tâm với người thì người nhiệt tâm với mình. Mình gọi là mình cung phụng người, mình bố thí cho người thì tự nhiên người bố thí mình. Đến lúc mà mình có thể sạc nghiệp hay là mình có trở ngại gì, tự nhiên có người tới hỗ trợ cho mình. Tại sao? Tại vì suốt cuộc đời như vậy, suốt những thời gian qua là mình hỗ trợ người ta, mình giúp đỡ người ta, tự nhiên sau cùng người ta giúp đỡ mình. Thật ra chỉ là như vậy. Cho nên mong chư vị mới nhớ là muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin chư vị phải tôn trọng cái phương pháp hộ niệm, nó dạy cho mình từng chút. Thì cái thứ nhất là niệm Phật là chuyên thì mới tốt, mà không chuyên thì bao nhiêu cái tập khí nó chui vào đây, đến lúc nào nó bung ra, lúc đó nó bung ra, nó bung câu A Di Đà Phật thì may mắn, nhưng mà nó không bung câu A Di Đà Phật, nó bung cái khác ra, lo nhà lo cửa nó bung ra, nhớ thương con nhớ vợ nó bung ra, lo lắng về tiền tài danh vọng nó bung ra, cái danh mình chưa làm xong nó bung ra. Như vậy nó kéo chư vị trở về trong đường lục đạo, mà thường thường đi vào trong tam mắt đạo. Mong chư vị nhớ chuyên nhất là con đường vững vàng để chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con vô cùng là hoan hỷ cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.
nhờ sự chỉ bày chỉ điểm của lão cư sĩ Diệu Âm mà bây giờ chúng con mới nhận ra rằng chính pháp môn niệm Phật hộ niệm là một pháp tu đòi hỏi phải chuyên nhất, đòi hỏi tu ngay từ bây giờ, chứ không phải là chờ đến khi bệnh nặng hoặc là lâm chung rồi mới gọi ban hộ niệm đến. Lúc đó thì đã quá là muộn rồi. Cho nên bây giờ chúng con biết rằng là pháp hộ niệm chính là đại pháp tu, nên là cần phải tu ngay từ bây giờ, càng sớm càng tốt. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin Minh Hoàng lại chuyển một câu hỏi tiếp cho các chư vị đồng tu. A Di Đà Phật. Dạ con xin chuyển mic cho anh Hoàng Mạnh Tiến. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. À, đạo tràng chúng con xin hỏi lão cư sĩ Âm, xin lão cư sĩ Âm chỉ bày cho chúng con là đạo tràng chúng con trong thời gian trước kia là chúng con có trợ niệm cho một bà cụ là 88 tuổi, và bà ra đi là được trợ duyên mà trợ niệm bà ra đi là với lại cái thoại tướng là 8 tiếng thì đã là mềm mại như bún rồi, và hai nữa là tóc bà cụ trắng như cước và lông mày của cụ sau khi 8 tiếng trước kia trắng như cước, sau khi trợ niệm 8 tiếng thì lông mày và tóc chuyển sang đen xì ạ. Tóc thì chuyển lốm đốm đen, còn lông mày chuyển như đen xì, như kiểu là mình bôi một tàu ạ. Và trong khi đó là có một cái mùi là hương, mùi loại hoa thơm, gọi là hương thơm ấy, đung đưa ở mũi các Phật tử. Và sau khi đó là cách một tuần sau là có một đàn chim mà bay về xà trước cửa nhà bà cụ. Và ngày 25 ngày sau bà cụ xả bỏ mới báo thân được 25 ngày sau thì có một đôi chuột chạy vào cái chân của bà chị chủ nhà ấy, xong là cứ chạy cuốn cái chân, một đôi chuột to như cổ tay. Sau khi đôi chuột đó chỉ úp vào không cho ăn uống thì sáng hôm sau mở ra để đôi chuột ấy chết, thì một con nằm một con đứng bốn chân mà xả bỏ báo thân vào đứng bốn chân này mà vẫn mềm mại. Và thầy con nói là cái hiện tượng này là có hiện tượng vãng sinh, thì có người nói với con là chú nói như thế không đúng, chú phải nói lại đi, nếu mà không chú mắc phải tội là vọng ngữ. Và hai nữa là sau này chú mà mất, chú không được vãng sinh mà người ta bảo chú là vãng sinh đấy. Thì con xin hỏi lão cư sĩ Diệu Âm là con nói như thế là con có sợ mắc phải tội vọng ngữ không ạ? Và con xin lão cư sĩ Diệu Âm chỉ bày cho con này. Xin hỏi là khi mà mình hộ niệm cho bà cụ có niệm Phật không? Có nguyện vãng sinh không? Bà có ạ. Bà cụ có phát nguyện vãng sinh ạ, và rất là tha thiết ạ. Con hỏi bà cụ ơi, cụ có cầu hết bệnh, cụ bảo không ạ, cầu hết bệnh khó lắm, mà hết bệnh rồi nó cũng lại bệnh thôi ạ. Thế là cụ cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà, cụ hoan hỉ lắm ạ. Vâng. À gì là vâng. Xin thành tâm chúc mừng cho chư vị. Vâng. Đây là một hiện tượng vãng sinh bất khả tư nghị. Một người mà đến 8 tiếng mà thoại tướng vô cùng viên mãn. Đây là một cái hiện tượng từ khi bà cụ đó xả bỏ báo thân cho đến 8 tiếng hoàn toàn không có gì trở ngại. Đây là một cái chuyện rất là thù thắng. Nếu mà 8 tiếng mà thân còn cứng hay là gì đó, tức là phải trải qua sự trở ngại. Mà đến 8 tiếng mà toàn thân đều có sự biến chuyển rất tốt. Ví dụ như là tóc bạc chuyển qua tóc đen. Đây là một hiện tượng bất khả tư nghị. Lông mày cũng chuyển, thân tướng đẹp, mềm mại. Đây là một hiện tượng bất khả tư nghị. Và còn thêm một tướng lành nữa là mùi hương bay ra. Xin thưa chư vị, cái mùi hương này là một cái tướng lành cộng thêm cho cái tướng vãng sanh, là được chư thiên chư Bồ Tát tới đón mà mình không hay, mắt mình không thấy. Chỉ có các ngài mà cái mùi hương này không phải là ở cái người bệnh ra đi, mà người hương là ở từ các cánh trời, các chư đại thánh chúng người ta tới, phóng quang tới mà mình không hay. Cái đây là thực sự, đây là những cái gọi là cái tướng lành. Càng thêm tướng lành thì càng tốt.
Ví dụ người đang ra đi mà tướng đẹp, tự nhiên trái tay dài ra, khuôn mặt tươi vui, cái tóc là cái gì đó, từ bạc mà biến thành đen. Xin thưa với chư vị, khắp nơi đâu đó những tướng lành này có đấy. Có những người mà ra đi trong cái đêm đó, tất cả cái vườn hoa trong nhà nó nở rộ ra. Ví dụ như giờ đi dọn phê chú ý là khi mà ông cụ dọn bản sanh đấy, cái đêm mà ông cụ bản sanh mình cứ lo hộ niệm trong nhà, đâu có biết là cái ngồi hề trên cái mái hiên, tất cả những cái bụi bông hoa lại nó nở rộ ra trắng xóa đến một cái bông mà nó che mất lá luôn. Mà tưởng tượng bình thường là lá nó che hết cái hoa, hoa nó nở ra ngày có chừng 5 hoa, 6 hoa là nhiều. Mà bữa đó tôi biểu cháu ra đếm từ bây giờ nó này dạ, đếm này dạ, tôi 96 cây hoa lớn, còn hoa nhỏ đếm hết. Mà có hiện tượng nào mà hồi giờ cái bao giờ mình nở ra một lần, tôi 96 cái hoa đâu, mà chỉ nở 3-4 cái hoa thì có. Mà bữa đó thì nở 96 cái hoa. Mà đến nỗi cái cây hoa mà cũng hoa lại mà ở dưới đất cũng bò nó đi ngang, nó cắn trồ lũi. Còn cái gốc không à, ra lá nằm mà sau cái đêm nó cũng cái gốc hoa nó cũng nở hoa ra mình không hay. Đó là những cái hiện tượng nó cộng thêm với tướng lành. Xin thưa thật quý vị, ở đây có chim đi, chim tới nữa, cái chuột tới nữa. Xin thưa chư vị, những con chuột, những con chim nó nghe chư vị niệm Phật, nhiều khi lòng thành của chư vị nó cao vô cùng, nó ảnh hưởng đến những con chuột đó. Ví dụ như trong cái thời, trong cái thế kỷ 20 có ngài Hạ Liên Cư, ngài kết tập cái kinh Vô Lượng Thọ xong, ngài đứng trơ trước bàn thờ mà ngài chắp tay mà vãng sanh, mà đó khó trong tình trạng đứng như vậy. Thì cái ngày đó con chuột của ngài nuốt một con chuột, khi mà ngài đi kinh hành con chuột nó quen rồi, ngài cho ăn nó cứ nhảy cả lắc cả rắc theo. Khi mà ngài đi vãng sanh được, con chuột đó cũng đứng vãng sanh luôn, nó đứng trong đôi giày của ngài, nó vãng sanh luôn. Ngài có đôi giày nó không giống như là giày da như chúng ta đâu, giày bằng vải, nó giống như là nó đứng nó dựa, nó đứng là nó trong tay thế này, nó vãng sanh luôn. Hiện tượng bất khả tư nghị, rõ ràng trong kinh Phật nói là tất cả chúng sanh vạn loài, loài nào mà có tên thành tâm tin mà niệm câu A Di Đà Phật cũng được vãng sanh. Con chuột của ngài Hạ Liên Cư vẫn đi vãng sanh được như thế, lạ lùng lắm. Mình không biết, mình bình thường mình tưởng con chuột đó là loài súc sanh mình muốn bắt ăn ra ăn, nhưng mà thật ra vạn loài đều có chân tâm tự tánh là Phật. Vạn loài nào mà biết được, có cái duyên tiếp xúc được quang minh với câu A Di Đà Phật là thân ý nhu nhược, nó mềm lắm, nó ngon lành lắm. Người ra đi vãng sanh, người ra đi mềm mại. Con chuột ra đi vẫn đang, con chuột ra đi mềm mại, tức là đã vẫn đang thì thân tướng mềm mại. Còn nghe đã có cái thân tướng mềm mại thì chắc chắn vẫn đang thì chuyện đó còn phải nghiên cứu lại. Đây bà cụ quyết lòng vãng sanh, tha thiết được vãng sanh mà ra đi thổi tướng như thế này. Xin thưa với chư vị, bà cụ theo nhiều âm thấy là bà cụ đã có cái thổi tướng vãng sanh rất là vững, rất là vững. Dầm có thể nói là 99%, còn nó lọt lại 1/1000 đó nếu gì đâu thường. mình nói theo kiểu là đủ thừa, tức là ông có thể nói là tới 99.9% vãng sanh. Và xin chư vị khi mà kê khai đây, chư vị phải kê khai cho đúng nghe, đừng có kê thêm nha. Người ta có hương thơm mình nó có hương thơm, chứ chư vị mà cái xịt thoa đồ nói hương thơm là chưa giờ muốn chịu nghe chưa, nhớ thật kỹ. Chúng ta phải vững vàng như vậy. Con chuột này là con chuột có duyên với bà cụ, có duyên với bà cụ, trong khi chư vị niệm Phật như vậy, tự nhiên con chuột nó cảm ứng, nó tới, tự nhiên nó có phá tu. Chứng tỏ là con chuột trong đời trước có tu trong đó, nhưng mà dại khờ sới là lưới vặt loài chuột. Tu cá một con đời, niệm Phật cá một đời, mà sau cùng thì thương nhà nhớ cửa chứ có gì đâu, thương con nhớ cái chứ có gì đâu, muốn sống lại chứ có gì đâu. Khi chết xong rồi muốn sống qua thì vô tình cái mê mờ đó mà nó chiêu cá vào cái bụng con chuột đang cá bầu, rồi sinh ra con chuột. Nếu mà con chuột này mà không gặp chư vị niệm Phật thì nó gặp con mèo là tiêu rồi, đúng không chư vị? Cũng như con chuột mà ngài Hải Linh Cư nuôi, nếu mà không gặp ngài mà gặp đi sinh ra rồi mà gặp một con mèo là tiêu rồi, là sẽ chuyển qua đời khác mà tiếp tục cắm cánh mà sân nộ sợ hãi đó, tiếp tục đọa lạc nữa rồi. Thì đây là cái cơ duyên của nó. Thực sự là cầu, nghĩa là xin tán thán cho chư vị phải vững niềm tin, đây là một hiện tượng phản ứng tuyệt vời. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thật là vô cùng là hoan hỷ mỗi một lần chúng con lại nghe được những cái tin vãng sanh, lại được sự mà minh chứng, lại được sự hướng dẫn của cư sĩ Diệu Âm, làm cho chúng con
càng tăng trưởng thêm niềm tin vào pháp môn niệm Phật hộ niệm. Xin cảm niệm công đức của sư huynh Hoàng Mạnh Tuấn. A Di Đà Phật. Minh Hoàng lại tiếp tục chuyển câu hỏi đến cho chư vị tiếp theo. A Di Đà Phật. Dạ, người tiếp theo là bác Trí Thịnh ạ. Con xin chuyển micro cho bác Trí Thịnh. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa các chư vị đồng tu đang hiện hữu trên trang Zoom. Chúng con xin hỏi lão cư sĩ một câu hỏi như thế này. Tức là trong quá trình khuyên nhủ gia đình niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh, chúng con thường gặp một cái vấn đề là trong gia đình thì các cụ lớn tuổi hay là những người có trách nhiệm trong dòng họ thường nói rằng là tổ tiên ông bà ta làm sao thì ta cứ vậy mà làm, và họ phản đối cái chuyện là hộ niệm niệm Phật vãng sanh. Tức là họ nói rằng khi một cái người thân mất thì mới mời thầy đến để cầu siêu, hoặc nếu mà gia đình nào mà có theo Phật pháp thì người thân bị bệnh nặng thì mời ban Phật tử đến để niệm Phật cầu an. Chứ còn cái chuyện mà niệm Phật trước hay là mời ban hộ niệm đến trước như vậy á, thì họ nói rằng làm như vậy là để cầu mong cho người thân chóng chết. Thì khi mà họ nói như thế thì chúng con cũng rất là khó xử. Cho nên là chúng con mong muốn thầy là giải thích thêm cho thật cặn kẽ, để chúng con nương theo đó mà khuyên nhủ người thân, gia đình đồng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Chúng con xin vô cùng cảm niệm công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bác Trí Thịnh có bao nhiêu người chống? Nếu mà có 2-3 người chống thì thua do rồi. Do mà mỗi lần đi đây đó nhiều người chống lắm, hàng trăm người, hàng ngàn người chống, như ông cũng tỉnh vơ. Thế gian đâu dễ gì mà ngộ ra được Phật pháp. Thì thân nhân của chúng ta, các người trưởng lão trong gia đình chúng ta cũng là thế, cũng là thế gian, cũng là chúng sanh rất nhiều. Cho nên cái ngộ này là cái ngộ cá nhân. Cá nhân ngộ, cá nhân làm, cá nhân bản sanh. Chứ chúng ta cũng thể bắt tập thể ngộ, tập thể làm, tập thể bản sanh. Vì tổ tiên chúng ta làm sao chúng ta làm vậy, cho nên thành ra tổ tiên chúng ta hầu hết không biết đường tu, bị đọa lạc quá nhiều. Nếu mà chư vị cứ nghĩa là lạnh lùng, tổ tiên đọa lạc thì mình cũng đọa lạc như tổ tiên, thì cứ việc theo tổ tiên mà đọa lạc, chứ biết làm sao không. Tại vì chư vị cứ xót lại coi tổ tiên chúng ta có người nào ra đi thân tướng tốt đẹp không? Hình như không có, phải không? Tổ tiên chúng ta có người nào mà niệm Phật cầu vãng sanh không? Không có, phải không? Tổ tiên chúng ta hình như là ông nội ông cố gì đó, cứ một năm tới chùa có một lần lạy 2-3 cái như vậy, là mình nói là ông nội ông cố chúng ta tu. Mà chư vị nghĩ như vậy tu có đúng không? Thường thường người ta tu sai hết trơn rồi mà mình không hay. Vì tu không đúng, vì tu không thắng, vì tu không tới, cho nên thành ra đọa lạc và tiếp tục đọa lạc. Khi bắt đầu biết được cái phương pháp hộ niệm rồi, chúng ta mới phát hiện ra câu này, phát hiện ra cái vấn đề này mà nhiều khi mình rụng rời. Chính cái cảm giác này đã làm cho Diệu Âm đến nỗi mà khuyên ông cụ trở thành một cái tập dày như thế này, dày một tóc thế này này. Là tại vì khi mà hiểu được chỗ này rồi, sợ quá trời sợ, thực sự là sợ. Sợ vì sao? Vì ông nội chúng ta cũng sai, bà nội chúng ta cũng sai, mà nghe kể là ông cố chúng ta cũng sai. Rồi như vậy ông cao, ông tàng, ông tố gì đó cũng tiếp tục sai. Rõ ràng sai quá nhiều sai. Vì sai như vậy mà bây giờ coi lại, ông già của mình cũng đang tu sai luôn.
không tu con đường giải thoát, hoàn toàn không có con đường giải thoát, mà tu con đường đoạn lạc rõ rệt người ta không biết. Vì hiểu được, khi biết được câu A-di-đà Phật, hiểu được pháp môn hộ niệm rồi mới giật mình sợ quá. Trong lúc mà mình hiểu được như vậy thì ông cụ nhà mình đã trên 80 tuổi rồi chứ vị. Làm sao đây? Bây giờ làm sao nói đây? Ban đầu giờ mới dùng cái điện thoại mà điện thoại về. Nhưng hồi trước mình cứ một lần về thì mình gửi tiền về ở nước ngoài mà. Làm hoặc có tiền gửi về cho ông già mua gạo ăn. Mua gì trong nhậu. Mình nghĩ là có hiếu. Bây giờ biết là không thèm món thèm hết giờ. Không cho ông nhậu nữa mà giờ cha ơi cha tu đi. Ông nhà của Dư Âm chửi Dư Âm đến nỗi mà lăn cù lăn chiên luôn, chứ vì chưa bao giờ mà tưởng tượng được. Chứ vì đừng có nghĩ là khi mà Dư Âm cầm cây bút mà viết những lời khuyên người niệm Phật mà đơn giản đâu nghe như vậy. Ông cụ Dư Âm là một cái đạo khác, tu lúc đó đã 62 năm rồi mà là chức sắc trong cái đạo giáo đó nữa. Chứ vì cứ nghĩ đây làm sao cái đấy rước ông cụ ra niệm Phật đấy. Nhưng mà bây giờ muốn mà ông cụ niệm Phật thì phải làm sao đây? Bắt điện thoại thì không được rồi. Ông chửi qua thì ông quát lên điện thoại thôi, chịu thua rồi. Không cách nào. Bây giờ dùng thư. Mà dùng thư thì mình viết tay thì mình viết xong sợ hết cái thư này mà ông cụ chưa coi thì ông cụ chết thì ông cụ đòi làm sao? Mình viết cái khác. Thì viết thì thấu. Viết thấu qua cho nên ông cụ ông chửi. Ông này mày không biết tao là già rồi sao mà ông dùng gói tiền các bạn về tao nhậu mà. Mình viết thấu vậy sao? Thì vô tình mình ngồi vừa viết mà vừa rơi nước mắt. Thì vì sao mình vì cái đọc cái trong bộ kinh người đọc câu đầu tiên là cái câu rơi nước mắt đấy. Thật sự. Cho nên chứ vậy phải nói là mình muốn cứu người thân của mình phải tìm mọi cách và phải kiên trì nha chứ vậy. Cái tập khí này ăn nhiễm từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời này. Ông cụ đó là từ nhiều đời nhiều kiếp là tiêm nhiễm chuyện thế gian. Đến 62 tu đã tiêm nhiễm cái chuyện thế gian. Rồi đến 80 tuổi khi bắt đầu mà Dâm viết lời khuyên người nào, ông đã tiêm nhiễm 80 năm trong chuyện thế gian. Làm sao không một lời một đứa con nói mà có thể nghe được? Làm sao gỡ đây? Chứ vì biết không? Chính vì vậy mà xin thưa, mình muốn cứu người mình phải cố gắng kiên trì. Mình biết họ sai rồi, mình vạch cái sai của người ta ra thì cũng đẹp. Mình phải tìm mọi cách chứ. Gọi là thiện xảo phương tiện. Thì cái phương tiện của Dâm là viết thư. Mà viết thư ngay cho ông già thì ông già ông không chịu nghe, thì viết thư cho đứa em, viết thư cho người bạn, viết thư cho ông chú, viết thư cho một người khác. Thực ra là để cho ông già đọc trong cái gì trơn. Mà bây giờ năn nỉ các em đứa em trước, để cho đứa em đọc như vậy thì nhờ người này người ta hỗ trợ vô. Vô tình thì những đứa em nó mới phát hiện ra, nó hiểu trước, nó tu trước rồi nó mới kêu cái là kéo ông già vào, thầy già vào. Rồi mình lợi dụng những cái người nào mà thân của ông già mình, ông già mình thương nhất, cái những đứa cháu nào thương nhất đó, mình cố gắng mình đi đêm ấy. Tức là mình âm thầm mình nói trước, mình dặn dò đó, vô tình những cái người đó tao rủ lòng thì ông già ông mới chuẩn biết. Thì xin thưa với chư vị, những người tuổi tác đã tiêm nhiễm cái thối tục của thế gian từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời này 70-80 tuổi rồi, thì làm sao dễ gì mà một ngày một buổi người ta nghe mình? Vì người ta cứ tu rồi khi mà có chút là kêu các thầy tất cầu an, chư vị cứ để coi những người mà kêu các thầy tất cầu an làm lấy cầu an, thực sự họ có an hay không? Hay là càng cầu an xong rồi họ thấy thoải mái một chút mà sau đó thì bệnh nữa lại cầu an nữa. Thì sao vô tình suốt cả đời người ta cứ vì cái cục thịt này mà người ta sợ lên sợ chút. Sau cùng họ đi đâu đây? Dòng họ chúng ta đi đâu đây? Cho nên tất cả những cái gọi là ông bà chúng ta làm sao chúng ta làm vậy thì coi chừng ông bà chúng ta cũng có nhiều lần làm vậy. Chúng ta lại làm theo. Thực sự đấy mà. Tại vì là thế gian ai mà không biết, ai không biết. Ngay chúng ta còn trẻ đây biết đây mà nhiều khi chúng ta còn làm bậy nữa mà. Thực sự như vậy. Chỉ có những người ngộ đạo ra thì mới hiểu được. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy. Thì chúng ta phải đi con đường gọi là giác ngộ. Đừng có đi con đường mê nữa thì mới cứu được mình. Cho nên con đường giải thoát này chỉ có mê và ngộ mà thôi. Người nào mê thì cứ tiếp tục đi con đường mê đó. Không phải là một đời này mà đời đời kiếp kiếp nữa. Chứ không phải là họ trương ra là tôi 80 tuổi là tôi ngon hơn một người 20 tuổi. Không phải. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo lúc có 29 tuổi thôi. Chứ vị có hiểu không? Chứ đâu có ngài thành đạo lúc 80 tuổi đâu. 80 tuổi là ngài diệt tịch rồi. Tịch diệt rồi. Đúng không chứ vị? Cho nên cái ngộ và cái mê xin chư vị phải xác định cho rõ.
thì chúng ta đã ngộ ra con đường niệm Phật phản sanh thì tìm mọi cách. Em giới thiệu cho như vậy, cuốn bộ sách Khuyến Người Niệm Phật là cả một cái công trình mà giờ em nói bây giờ biết ra mà viết lại một đoạn như cái Khuyến Người Niệm Phật giờ em viết không được. Tại lúc đó mỗi lần viết thì em ngồi trước bàn, quỳ trước bàn thờ Phật cầu Phật gia trì. Chứ giờ làm sao bây giờ đây? Mà thành ra từ viết thơ mà thành ra một tập dày thế này. Chứ vị làm sao đây? Cho nên xin thưa với chư vị, cố gắng biết được chúng sanh là hồi giờ đi sai vô cùng. Và nhất là cái thời mà Pháp này tìm đâu ra một cái chỗ mà thực sự họ nói lên chánh Pháp. Nhiều khi những nơi tu hành người ta cứ dựa vào cái tập tục thế gian, dựa vào những cái tình cảm thế gian để mà tìm cách phát huy cái nơi tu hành lên mà người ta không chịu phát huy con đường thành tựu cho chúng sanh. Chính vì thế mà chư vị có hiểu tại sao Ngài Ấn Quang nói rằng là một cái đạo tràng phải chứng nhận cho tôi biết là đạo tràng đó có một người thành tựu, một người vãng sanh thì Ngài mới chấp nhận là đạo tràng thành tựu. Mà bây giờ đây chúng ta trong thời mạt pháp này tìm ra một cái đạo tràng mà tìm mỗi cách để đưa một người thành tựu không có, mà cứ tìm mỗi cách để phát huy cái thịnh vượng của chỗ đó lên. Làm sao mà tìm được chỗ người thành tựu đây? Thành ra thế gian cứ tiếp tục thế gian như vậy. Cho nên chư vị mới hiểu rằng khuyên người khó là cái khó chúng ta phải giữ bị trước, phải chuẩn bị trước. Đây là một cái pháp môn gọi là nan tín chi pháp, vô cùng khó tin. Chỉ có những người thiện căn phước đức lắm mới tin. Chư vị tin là chư vị chứng tỏ có thiện căn phước đức, chư vị phải làm sao phải kiên nhẫn dữ lắm, đem tất cả những thiện pháp, ví dụ như vừa nãy giờ em nói là chính cái những cái đường link, cái đường zoom này, đường trực tiếp này là cái cơ hội giúp cho những người nào không tin, mình tìm cách làm cho người tin, cho phải chắc chắn đã lên đây là tin, chúng ta nên giới thiệu cho họ để họ lên, rồi nương vào cái cơ hội này chúng ta nói một vài lời người ta mới tin. Còn không tin thì cái đấy là phước phần của mỗi người. Vì sao? Vì chính A Di Đà Phật đã phát đại nguyện cứu tất cả mọi người. Và lời giới thiệu chính là Đức Thế Tôn, là Đức A Di và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta thời ma pháp này niệm A Di Đà Phật đã thành tựu, chứ không phải là một người nào khác cả, không phải là tổ tiên chúng ta nói hay là một cái người nào nói khác cả. Người nào nói đúng pháp Phật thì người đó là hành đúng chánh pháp, người nào không nói đúng pháp Phật thì chúng ta cứ A Di Đà Phật mà trở về với chính mình để mà tu cho đúng pháp Phật. Chứ chứ vị không được tu theo cảm tình, tu theo thói quen, tu theo thế gian nói. Nếu mà chư vị tu theo thế gian nói thì đường tu của chư vị đã lạc xa vời vợi với chánh pháp rồi. Hãy mau mau lật kinh Phật ra. Phật nói thời mà phát niệm Phật để vãng sanh. Niệm Phật chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc làm sao vãng sanh? Nghiên cứu pháp hộ niệm. Đây chính là tất cả những pháp của Đức Thế Tôn dành cho những phàm phu chúng ta trong một đời này thành tựu. Phải nghiên cứu cho đúng chánh pháp, gọi là y giáo, y kinh, bất y theo người là như vậy. Cho nên tất cả những người mà chống đối, những người mà nói là tổ tiên làm sao làm vậy, là người ta y theo người hết trơn, nhưng người ta không thể y theo Phật, không y theo giáo, thì chúng ta phải cố gắng làm sao giúp cho các vị đó tỉnh ngộ đi nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Một câu hỏi vô cùng là hữu ích của sư huynh Trí Thịnh mà làm cho chúng con hầu như là ai ai cũng đang bị vướng mắc ở trong cái vấn đề này. Nhờ sự chỉ điểm của lão cư sĩ Diệu Âm mà chúng con nhận ra rằng chính chúng con phải tinh chuyên tu hành, chính chúng con phải là người giới thiệu cho cha mẹ đến với bộ sách Khuyên Người Niệm Phật, đến với trang Zoom để mà có cái cơ hội nhận ra con đường chánh pháp. Nhờ sự chỉ bày của lão cư sĩ Diệu Âm mà chúng con thấy rằng trong cái thời mạt pháp này, tuy là có rất nhiều nơi tu hành nhưng cũng không phải là hoàn toàn chánh pháp. Cho nên đây là một lời cảnh báo, phải lương theo lời dạy của Phật
Một đời này chúng con quyết tâm đi theo sự tuyển chọn pháp môn của Thích Ca Mâu Ni Phật đã phù hợp, đấy là phù hợp nhất đối với chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin em Minh Hoàng lại tiếp tục chuyển câu hỏi đến cho một chư vị đồng tu. A Di Đà Phật. Dạ con xin chuyển mic cho chú Như Khai ạ. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Dạ, kính chào sư huynh và tất cả quý vị đồng tu. Hôm nay có duyên tham dự trên mạng Zoom, thật là may mắn. Và vừa rồi đây cũng có duyên gặp được một vị giảng sư, là vị đó đưa ra rằng những người mà đi hộ niệm cũng giống như người tin Chúa, khi chết Chúa được đem lên thiên đàng. Thì vấn đề này cả một vấn đề mà khó giải thích, cho nên nhờ sư huynh giải thích cho vấn đề này để cho tất cả chúng con được hiểu thêm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vị giảng sư giảng như vậy đâu có sai. Mình học theo Chúa thì Chúa có cái pháp giúp cho người đi về thiên đàng. Mình học theo Phật thì Phật dạy cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả mọi pháp môn, tất cả mọi tôn giáo đều có cái phương pháp hộ niệm cho họ. Một người theo Thiên Chúa khi chết thì các vị cha đạo tới làm lễ rửa tội và tìm cách giúp cho cái vị đó được lên thiên đàng. Đó là cái phương pháp hộ niệm của họ. Hộ niệm đâu phải dành cho Phật giáo chúng ta. Hộ niệm đâu có phải dành cho cái pháp môn tịnh độ không thôi. Tất cả đều là hộ niệm. Một là tất cả là một. Ngay trong cái cuộc tọa đàm mà giảng về cái hiểu thấu hành đúng thì khởi đầu ra là Dâm đã nói cái vấn đề này. Pháp hộ niệm không phải là một. Tất cả mọi nơi, tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi dân tộc đều có cách hộ niệm, tức là tiễn đưa những người đó đi về Tây Phương. Nhưng mà cái quan trọng là hộ niệm cách nào cho hiệu quả, thì đây là chúng ta đang bàn tới. Chứ vị tưởng các chùa, các sư hồi giờ không hộ niệm sao? Một lần các ngài giải như vậy, giảng giải cho đại chúng là làm cho đại chúng hiểu đạo và thực hiện được cái con đường đó. Nhưng mà các ngài giảng một năm, các ngài giảng một lần rồi 364 ngày các ngài không giảng nữa. Thì 364 ngày những người được giảng đó, người ta tiêm nhiễm những cái tập tục của thế gian. Vô tình cái tập tục thế gian nó giảng cho người tu đạo nhiều hơn là người tu hành giảng cho người tu đạo. Cho nên khi mà xá bỏ báo thân thì cái người mà tu đạo đó, người ta thực hiện con đường đạo giáo không được, mà ta thực hiện toàn là những cái đạo của thế gian. Vô tình thế gian người ta hộ niệm quá mạnh, quá giỏi. Tiền bạc nó hộ niệm quá giỏi, tài lộc nó niệm quá giỏi, con cái sự nghiệp gì đó nó hộ niệm quá giỏi. Còn mình gọi là hộ niệm cho người ta vẫn đang là mình thấy rõ ràng là cái lỗ hổng của những người hộ niệm thờ ơ, không đi sát. Để sau cùng rồi thì khi xả bỏ báo thân, người niệm Phật thì không còn niệm Phật nữa. Người tu hành lúc nằm xuống rồi thì hoàn toàn không biết gì là tu hành trong lúc xả bỏ báo thân. Người ta đã mê mê mệt mệt đi theo con đường khổ nạn. Phật dạy tất cả duy tâm, đều do chính tâm ý của người đó mà thực hiện. Người ta tu hành cả một cuộc đời, nhưng mà sau cùng khi mà xả bỏ báo thân, hoàn toàn người ta không thực hiện được cái gì từ cái chỗ mà người ta tu hành cả cuộc đời đó hết. Mà người ta thực hiện cái gì? Sợ hãi. Tâm sợ hãi, chư vị nghĩ là nó sẽ chiêu cảm đến chỗ nào? Tâm ganh tị nó sẽ chiêu cảm đến chỗ nào? Tâm tham lam nó chiêu cảm đến chỗ nào? Mình nghĩ ra biết liền. Tại sao một đời tu hành mà sao cùng tâm người ta sợ hãi? Tại vì cái sự sợ hãi nó đã hộ niệm cho họ, nó tiêm vào cái tâm của họ nhiều quá, họ gỡ ra không được. Cái tâm tham lam nó tiêm vào cái tâm của họ nhiều quá, nó gỡ ra không được. Chỉ thế mà thôi, chứ có gì đâu. Như vậy thì chúng ta đi hộ niệm cho người ta là gỡ những cái điều đó ra, chứ đâu phải người hộ niệm tới mà giúp cho người bệnh vãng sanh. Người hộ niệm tới có quyền đưa người ta vãng sanh. Người hộ niệm tới là dẫn dắt cho người đó phải thực hiện đầy đủ chánh pháp cho người đó phải vãng sanh. Vị giảng sư này đã quên cái chỗ này rồi.
Vị giảng sư ghé tới một cái chỗ hồ niệm, chỉ nhìn qua thấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà không ngờ là trước đó người ta đã hướng dẫn cho người bệnh như thế nào, ngày hôm qua người ta dưỡng hướng dẫn cho người bệnh như thế nào, lúc trước khi lâm chung người ta hướng dẫn người bệnh như thế nào, và khi lâm chung rồi người ta hướng dẫn thần thức như thế nào, ta nương theo kinh tiêu điển người ta hướng dẫn. Còn vị giảng sư này thì ở ngồi nhìn vào chút rồi bỏ đi, trong lúc người ta cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ thấy như vậy là hồ niệm hoàn toàn. Vị giảng sư này sai là sai chỗ đó, không nhiều hiểu thấu cái phương pháp hộ niệm, không thấy cái con đường hộ niệm người ta đi như thế nào. Mà thực sự hộ niệm là cả một cái pháp tu toàn vẹn, gỡ từng chút từ lúc bắt đầu biết tu cho đến ngày lâm chung rồi họ tiếp tục gỡ nếu còn anh bị kẹt. Vì gỡ được như vậy người ta mới thoát được cái ách nạn của nghiệp trước. Còn chúng ta cũng đi hộ niệm cũng dán tức là hộ niệm đó, tại hộ niệm cũng dán mà, dán đạo lý cao siêu quá, người ta nghe cái lỗ tai này lột qua lỗ tai khác, ứng hiện không được. Vô tình dán cho đã, người ta hay vỗ tay rôn đốc mà sau đó người ta không biết thực hiện như thế nào cả. Cho nên chư vị muốn tu cái pháp nào tu, muốn dán cái pháp nào dán, làm sao mà bảo đảm được người đó khi lâm chung xả bỏ báo tâm người ta thực hiện được những điều gì mà chư vị dán thì người ta sẽ thành tựu. Còn dán mà sao còn người ta không thực hiện được thì cái lời dán đó cũng chỉ là gọi là khí luận. Chính vì thế mà Ngài Ấn Quang nói rằng là giảng kinh thuyết đạo còn phải hợp với căn cơ mới sinh ra tác dụng. Không hợp với căn cơ thì không những đem lại lợi gì cho người ta mà có chừng đưa người ta tới chỗ vọng tưởng. Nếu nói cái căn cơ này chứ vậy với họ là căn cơ trong lúc người ta khỏe khác, căn cơ trong lúc người ta yếu đuối khác, căn cơ trong lúc người ta xá bỏ bao tăng khác. Làm sao chứ bị dán cho được cái chỗ mà căn cơ yếu đuối trong lúc người ta làm chung đây? Ai mà dán giải cho người ta đây? Chính người hộ niệm đã dán giải được chuyện này. Ta gỡ ra được cái chuyện này, ta khai thị ta mở ra được chỗ này. Chứ vị có thấy chính pháp nó nằm ở chỗ nào chưa? Chứ vị hiểu được gọi là công thử nghiệp là cái gì chưa? Là cái ý niệm của người sắp chết đó, người ta ý niệm cái gì? Lúc đó người ta sợ chết thì ta mới theo cái thân nghiệp này mà chịu nạn. Lúc mà người ta muốn vãng sanh thì người ta theo cái ý niệm này mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều do tâm tạo. Chứ phải dán làm sao cho được trong lúc lâm chung đây. Mau mau phải dán cho đúng. Cho đem đạo lý cao siêu ra dán thì người ta tiêu rồi. Lúc đó người ta sợ phải dán cái sợ đó. Làm sao bỏ cái bước bán bỏ cái sợ đó. Lúc đó người ta muốn gặp đứa con, người ta muốn ở lại. Phải dán làm sao cho ta bỏ đứa con, phải đi về. Ngày vừa đến người ta thực hiện cái đạo lý gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Hiểu được như vậy chứ vị mới thấy pháp hộ niệm này là một toàn thể, là một cái tổng lực, cái tổng trì để mà cứu người vượt qua ách nạn của nghiệp chướng theo nguyện lực mà trở về Tây Phương đó. Xin những người nào mà chê pháp hộ niệm hãy nghiên cứu thật kỹ đi, để chú tâm nghiên cứu thấu đáo đi, đừng có coi lướt qua mà đánh giá coi chừng. Một lời nốt mình tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp chướng cho chính mình vì làm mất niềm tin của đại chúng đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm cũng như câu hỏi của huynh Như Khai. Nhờ sự chỉ điểm của lão cư sĩ Diệu Âm mà chúng con vững vàng niềm tin về cái pháp hộ niệm này hơn. Nhờ sự chỉ điểm của lão cư sĩ Diệu Âm mà chúng con nhận ra rằng tất cả là trả về thực tế, trả về những việc làm cụ thể trong lúc xả bỏ báo thân. Nếu mà chúng ta có thực hiện được theo pháp môn mà Phật dạy thì chúng ta mới có thể vãng sanh, mới có thể thành tựu được. Tất cả trả về thực tế. Cho nên chúng con thấy rằng trong bao nhiêu năm qua, những cái sự thành tựu của các ban hộ niệm, trong bao năm qua bao nhiêu người tự tại vãng sanh, nhiều người biết trước ngày giờ, nhiều người để lại thoại tướng bất khả tư nghị. Đây là những bằng chứng để chứng minh cho phương pháp hộ niệm hướng dẫn là rất là vô cùng là cụ thể, vô cùng là chính xác, đúng theo lời Phật dạy, đúng theo lời Tổ dạy.
hoàn toàn là niềm tin cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin em Minh Hoàng tiếp tục chuyển câu hỏi đến cho chư vị tiếp theo. A Di Đà Phật. Dạ con xin chuyển mic cho đạo tràng Canada bên chú Nhuận Liên. A Di Đà Phật, con mời chú ạ. A Di Đà Phật, chúng con đạo tràng Calgary kính chào lão cư sĩ Diệu Âm cùng toàn thể đồng tu. Câu hỏi trong đạo tràng của chúng con như thế này. Kính lão cư sĩ Diệu Âm cho chúng con được rõ, trong căn phòng hộ niệm có bàn thờ vong, thờ ông bà, có nhiều hình ảnh của người quá cố. Không biết có trở ngại gì cho cái ca hộ niệm không? Và cũng như là có ảnh hưởng gì cho đến người thân trong gia đình trong lúc hộ niệm? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là chắc là câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng được phải không? Tới giờ được không? Nếu mà trong nhà mà có nhiều phòng, chúng ta có làm cái phòng riêng rộng rãi để mà hộ niệm thì rất là tốt. Trong phòng đó mà trang trí tấm hình A Di Đà Phật bốn bên để cho nhìn đâu thấy đó thì rất là hay, rất là thuận lợi cho việc hộ niệm. Nhưng mà trường hợp có những cái gia đình vì nhà cửa chật hẹp, phòng trên phòng dưới cũng có một phòng thì giờ biết sao hơn, thì mình vẫn để cái chỗ mà có bàn thờ vong, bàn thờ tổ tiên mình hộ niệm, theo như ông nghĩ cũng không sao. Mà lúc nào cũng vậy, phải treo một tấm hình Phật cái chỗ nào cho thiệt là sáng sủa, cho người bệnh rất là dễ thấy. Và chúng ta lúc nào cũng chỉ tay về cái tướng cái hình Phật đó. Thí dụ khi một lần mà khai thị hướng dẫn thì nếu bác nhìn hình Phật A Di Đà quyết làm theo ngài. Và nếu cần chúng ta có thể thêm một tấm hình nhỏ nhỏ cỡ chừng vừa tay cầm đó. Tại vì nhiều lúc mà khi lâm chung rồi cái người bệnh, người ta mắt người ta cũng yếu rồi, mình để sát bên người bệnh để mà người ta nhìn mà niệm Phật theo thì ông nghĩ là cũng không có gì trở ngại. Nếu mà có bàn linh bàn đồ đó thì chúng ta cũng khai thị cho các vị đó luôn, mong trừ tổ tiên các ngài nếu mà còn ở đây thì xin các ngài cũng niệm Phật cùng với chúng tôi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và sẵn đây là hộ niệm cho người thân của các cụ là cái bàn cần biết đây đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình nói rõ ràng như vậy. Và cũng có khai thị dùm cho con cháu là chúng ta, tổ tiên ông bà chúng ta có người có thể trở lại làm người, có người chưa lại làm người, có người còn bị đội lạc, thì chúng ta sẵn đây chúng ta cố gắng là cầu mong cho ông bà tổ tiên chúng ta phát tâm niệm Phật, nguyện cho chư vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và nhắc nhở cho những người bệnh, nếu mà bác vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tổ tiên chúng ta nếu lỡ rơi vào trong ba đường ác vẫn có thể giải thoát được ba đường ác đó. Đây là cái điều lợi lạc vô cùng. Chúng ta chuyển đi chứ đừng có ngày nữa. Các ngài nói bây giờ ông bà chúng ta ở bằng thờ thôi, tôi leo lên bằng thờ đó ngồi với ông bà đi, nó kẹt, nó chuyển cái tâm đi. Chúng ta phải tập cách là chuyển cái tâm của người bệnh là làm sao có ông bà đó, chúng ta khuyên làm sao là mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cứu được ông bà và giúp cho ông bà tổ tiên chúng ta vượt qua ách nạn của tam độ lục đạo mà trở về Tây Phương. Thì như vậy cái cuộc vãng sanh hôm nay rất là quan trọng, và chúng ta coi như là chúng ta đang niệm Phật mà coi như hộ niệm luôn cho như vị tổ tiên đó vãng sanh luôn đấy. Cái điều đây cũng là điều tốt chứ không có gì mà trở ngại lắm ha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, xin cảm niệm công đức của sư huynh Nhuận Liên bằng những câu hỏi rất là cụ thể, mà nhờ cái câu hỏi này mà giải tỏa được rất là nhiều cho rất là nhiều ban hộ niệm cũng như là các đạo tràng biết được để xử lý cái tình huống khi mà gặp vậy. Xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và xin các chư vị đồng tu là thời gian của chúng ta cũng đã hết cái buổi Zoom ngày hôm nay, hội thảo ngày hôm nay, thì xin được dừng tại đây. Chúng con xin thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm
đã từ bi hướng dẫn chúng con và chỉ điểm cho chúng con. Và cũng xin thành tâm tri ân công đức của tất cả các chư vị đồng tu, chư Tôn Thiền Đức, Tăng Ly đã từ bi chứng minh cho buổi hội thảo này. Nhờ sự chứng minh của chư Tôn Thiền Đức và sự tham gia của các chư vị đồng tu trên toàn thế giới mà buổi Zoom này mang lại rất là nhiều lợi ích cho rất là nhiều người. Xin thành tâm tri ân công đức của tất cả các chư vị. Và bây giờ chúng con xin kính mời tất cả chư vị chúng ta đồng hồi hướng. Chúng con xin cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm đọc hồi hướng và xin các tất cả các chư vị chúng ta đồng đọc theo. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này. Nguyện đem công đức này. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam độ. Dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ đề, đều phát lòng Bồ đề. Hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn. Các chư vị có thấy là vô cùng hoan hỷ hay không? Một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm và xin cảm niệm công đức của tất cả các chư vị. Và chúng con xin kính chào chư Tôn Thiền Đức Tăng Ly, kính chào lão cư sĩ Diệu Âm và kính chào tất cả các chư vị đồng tu trên toàn thế giới. Nam mô A Di Đà Phật và hẹn gặp lại các chư vị cùng với lão cư sĩ Diệu Âm vào trang Zoom tới vào buổi thứ sáu tuần tới. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, bởi vì là hôm nay cũng có cái số lượng người giơ tay mà vẫn chưa đến lượt đặt câu hỏi, thì con xin các bác, các cô, các chú hoan hỷ. Trong danh sách của con vẫn còn có 3 người, thì xin hẹn các bác, các cô, các chú là sang buổi Zoom tới vào ngày 16 tháng 6, ngày thứ Bảy. Con sẽ giữ nguyên danh sách này và hôm đó con sẽ hỏi đến các bác, các cô, các chú. A Di Đà Phật. Xin chào đạo tràng anh Nhuận Liên nhé. Bây giờ anh Nhuận Hảo Canada, và xin chào tất cả các chư vị đồng tu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. À. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chào tất cả các thầy. chào tất cả chư vị Bồ Tát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vậy, có người nào gặp lại thứ sáu được không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn con nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật.